tả, mày làm ơn mày, mày đừng có xì được không? Ba đang suy nghĩ những án thơ, tự nhiên con làm vậy ba phân tâm sao ba làm thơ được? Bởi vì người bên văn, người bên võ không có hòa hợp được, xích ra ngoài kia kìa. Tạch làm ơn ém lại em tôi cái giùm cái đi. Bây giờ phải tập cho nhỏ đúng không? Nói nhỏ nhỏ cho chị để mà tôi suy nghĩ thơ tôi ra chứ, để bán kiếm tiền đây nè. À, thằng bạn mới chỉ phương pháp mới, để con tập phương pháp mới nè. Nó nói tập phương pháp này á là có lợi cho những bộ phận từ bên hông xuống hai bắp đùi. Ráng đi con, tích cực quay tay, vận may sẽ tới. Hôm nay trời đẹp quá, ngoài trời xanh màu lá, bắp tay con to quá, ôi con chuột chà bá, tôi muốn là á, ôi tài thơ hay quá. Ôi tài thơ có bông chuột trong. Ủa, bà làm tặng cho con hả? Đặt cái đầu mày á. Trời ơi, tao đang làm thơ, tự mày đưa mấy con chuột mày vô làm tao phân tâm tao nói bậy nói bạ không à. Bởi vì môn văn, môn võ có hòa hợp với nhau. Thôi, mình tách ra đi. Chuột vậy? Ê, ba hỏi nè. Tại sao người ta tập tạ là hai cái tạ nó bằng nhau, mà con bên lớn bên nhỏ làm sao vậy hả? Bởi vậy ba không biết, cái tay này nó nhỏ hơn cái tay bên này thì tập tạ to hơn. À. Còn cái tay bên này to rồi tập cục tạ nhỏ. Trời ơi, tay thông minh chưa? Tay bị nghiễn hả con? Mà quên nữa, trời mặt mày sáng láng mà tay bị niễn. Đứng qua kia giùm tôi đi, đứng qua kia đi, đứng cho nó an toàn đi ha. Mình văn mình võ cho rõ ràng phân biệt để mà tôi còn suy nghĩ án thơ ra kiếm tiền để bả về bả la bây giờ đó. Giờ cơm đã tới. Cơm sáng tới rồi ba ơi. Quan văn quan võ qua dùng sơn hào hải gì. Nào, mời cả gia đình chúng ta cùng nhau ẩm thực. Mệt quá. Ăn cơm thì nói là ăn cơm. Nói chi mấy cái từ cổ vậy? Tôi đâu phải là người thiên cổ. Mỗi lần mà ông nói từ cổ là tôi phải suy nghĩ cái từ đó đó là cái gì, ông có biết không? Tại vì tôi là bên là bên văn, tôi dùng những cái từ ngữ phong phú của văn học á, nên là tôi quen rồi. Xin lỗi bà. Trời ơi, xin lỗi ông à. Xin lỗi ba má à. Tao xin lỗi mày. Mệt lắm nha, nha. Ngày nào cũng phải suy nghĩ nặng óc ra để tính toán chi tiêu trong gia đình như thế nào, để hôm nay mình ăn cái gì cho nó hợp lý, để ngày mai mình còn tiền mà mình ăn tiếp. Chứ đâu có rảnh rang như cha con ông, không bao giờ mà biết động não suy nghĩ coi liềm làm cách nào để đem tiền về lo cho gia đình. Suốt ngày văn thơ học võ. Thì văn thơ thì từ từ rồi mình cũng sẽ có tiền thôi bà. Mình cái nghiệp tôi là cái nghiệp thơ mà. Một cái nghiệp... Ủa đồ ăn này kỳ á. Nó cũng như bình thường mà ba. Ủa sao toàn là chất xơ mà không thấy chất đạm vậy? Ôi cũng như mọi hôm à. Rau muống luộc, rau thơm, và cuối cùng là cà chua cà tím. Má thử coi, con tập tạ mà má cho ăn toàn những thứ này không có protein gì hết. Nè má phân tích khoa học cho con nghe ha. Người ta kêu đói ăn rau, đau uống thuốc. Mà thuốc á là làm từ cây, từ cỏ. Cho nên chúng ta ăn rau như thế này là rất tốt cho sức khỏe. Đúng, má con nói cũng đúng. Đó. Nhưng mà ngày nào cũng ăn rau đâu có chịu nổi. Nhưng mà phải ráng cho con ơi. Bởi vì sao? Đói thì phải ăn, khát thì phải uống. Đó là định luật bảo toàn tính mạng đó con. Ba con nói cũng đúng đó con. Ta nói ngày nào cũng vậy, vật giá thì leo thang, cái gì nó cũng lên hết trơn. Mà ông suốt ngày ông cứ ngộn thơ thẩn đi. Tôi hỏi ông, cái thơ của ông nó phọt ra được tiền không? Hả? Chừng nào mà nó phọt ra được tiền thì tôi đâu có nói làm cái gì. Tôi đâu có cãi bà lời nào đâu. Bởi vì sống, tôi sống là để ăn. Còn thằng này là ăn là để sống đây nè. Cái gì mà ăn là để sống? Để mày tập tạ, mày có hình hài đẹp, mày có cái bá đì nó đẹp. Con chuột mày nó còn là con chuột mày giờ nó bị chai rồi, ăn cái này nó sao nó lên cơ được. Cái đó người ta gọi là body chứ bá đì gì. Thì mày body là bự thì bự, đẹp đẹp là body. Còn mày cái con chuột mày chút xíu gọi là bá đì. Bá đì là cái bự chà bá đó. Không, bá đì là cái body giống như hà bá. Thôi tao bỏ, cứ ăn cơm đi. Mình ơi, ẩm thực chung với chồng nhé. Có điện thoại kìa bà. Tao có điếc. Ăn đi con. Em nghe nè. Khỏe không? Gì? Trời ơi, đang rầu quá à. Vụ gì? Vụ đó chứ còn vụ gì nữa. Thấy chưa? Em đã nói chị là phải mua dự trữ đi mà chị không chịu. Rồi bây giờ sao rồi? Ai mà cũng biết đâu. Cứ nghe mấy ông nói là sẽ bình ổn giá cả. Vậy mà
ôi giờ phải sao bây giờ? Thì bây giờ đưa má vô bệnh viện chứ làm sao? Ê mà nó nghe nè, nghe nói là tiền bệnh viện là đang lên nữa đó. Trời ơi, đừng có nói chữ lên nữa được không? Má đang vậy không rồi, nó lên tiền hoài. Rồi thôi em biết rồi, bây giờ chị đưa má vô bệnh viện đi nha, cố gắng lên nha. Đó. Không có được nói chữ lên. Chị cố gắng lên nha. Ừ, rồi vậy nha. Trời ơi, tôi khổ quá mà, rầu hết sức rầu. Chuyện gì vậy hả vợ? Gì má? Mình nói cho nghe coi. Cái gì cũng lên hết. Má tôi bị lên tăng xong. Trời ơi, mà tiếc tiền. Uống thuốc thì cứ nhín lại. Bây giờ nhập viện rồi. Má sao rồi chị? À, má nhập viện rồi. Trời ơi, nhập viện là tốn tiền, đóng tiền viện phí nữa nè. Trời ơi, sao qua nhà ngõ em này lúc nào cũng nghe cái chữ lên. Em ơi, vật giá bây giờ lên thiệt, cái gì cũng tăng. Nhưng mà mình đừng có căng thẳng quá, em nhìn em đi. Trời ơi, em lo riết rồi nè, nó già hơn tôi. Nè, cái gì nè, thảnh thơi không? Ủa, cái gì đến nó sẽ đến. Cứ vô tư đi, cứ thả ra đi, nó sẽ trẻ, hiểu không? Đừng có căng thẳng quá, thôi giờ đóng tiền nhập viện của má nữa nè. Hả? Tiền nữa hả? Tiền. Chị, em nói chị nghe. Em lo chồng, lo con. Chị chưa có gia đình. Thôi, không ấy, này chị bao đi. Đâu có. Ủa, mẹ là mẹ chung mà. Mẹ đẻ ra hết mà, mỗi người phải nửa chứ. Thôi giờ vị tình chị em đi. Mình chia đi 6-4 nha. 6-4? Ừ. Chị 6 em 4 hả? À không, là chị nè, chị 4 em 6. Sao kỳ vậy? Em đã căng thẳng rồi, cho căng thẳng luôn đi em nha. Em bây giờ em có 4 em cũng căng thẳng nữa. Em lúc nào cũng căng thẳng về tiền bạc. Cực quá à, già cỏi quá à. Thôi giờ tính đi, mẹ là mẹ chung, phải góp nha không? Thôi chơi à. Ừ. Em khổ lắm chị. Em nói thiệt á, em đâu muốn em già nuôi vậy đâu. Nhưng mà em hỏi chị chứ, ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng phải nặng óc ra suy nghĩ, tính toán chi tiêu ở trong nhà, coi nó là cái gì. Đâu còn thời gian nào nữa đâu mà chăm sóc cho em. Có chồng làm cái gì mà vô dụng quá vậy? Vô tâm lắm chị ơi, chồng con em vô tâm lắm. Tôi có tâm. Tâm xong lo tiếp vợ. Kể từ hôm nay tôi có tâm. Tôi đi bán thơ. Mà tưởng bán thân chứ. Quỷ nó mua tôi hả chị? Bán thơ kiếm tiền lo cho vợ tôi. Ai mua thơ tôi bán thơ cho. Em vô phước ghê nha. Chẳng lấy tiền đâu, chỉ tặng chùa. Cái gì vậy? Rồi luôn. Trời ơi, ông tặng cho ông đâu có bán. Quên. Không, ý tôi muốn nói gì nè, là những người nào thân cận lắm tôi mới tặng. Chứ thơ tôi làm ra, cái bài thơ đầu tiên tôi bán giá bình thường. Bài thơ thứ hai bán giá cao hơn chút. Bài thơ thứ ba bán giá cao hơn chút. Bài thơ thứ tư cao hơn nữa. Chị mua tờ thứ tư đi chị. Mua đem về thờ ha. Dạ. Thơ mà bán được bao nhiêu tiền, không biết mua được cái gạo không? Vậy thực tế chút xíu đi, Dượng ơi. Bây giờ làm sao bây giờ? Trời. Con có cách rồi nè. Cách gì vậy con? Mọi người xem đi. Cách này hay đó. Trời ơi, mô hình này lạ quá. Vô siêu thị mua đồ phải nghe nhạc. Mô hình này lạ quá. Nhạc hay quá con ơi, nhạc hay quá con ơi. Bà má thấy con giỏi không? Hả? Bà má thấy con giỏi không? Tôi nói làm sao? Trời, bà nói lớn không? Ba thấy con giỏi không? Giỏi, con giỏi lắm. Nói gì vậy? Ủa nó nghe nè, ba má con bị điếc hồi nào vậy? Cái gì? Bị điếc hả? Hả? Bị điếc hả? Không có điếc. Không điếc. Ôi, thôi mỏi đi. Ủa sao vậy? Trời sao nghe đảo vậy? Đó. Đảo quá à? Đảo quá. Ê, nó nghe là làm gì nói lớn quá vậy? Thảo làm. Quên nữa, đeo cái phone này vô nói giọng lớn lắm. Ôi chết cha, vậy là nãy giờ tôi nói lớn như lắm rồi. Tụi bà nói lớn mà không kiểm soát được cái giọng nói của mình. Trời chết. Hay quá à. Ngành hay quá. Ủa con ơi. Dạ. À trước hết chúc mừng con nha. Dạ. Trời ơi, hai vợ chồng nổi quá, có đứa con tài ghê luôn. Ba má hãnh diện vì con lắm, đúng là cây con cành, cành con trái, trái con hột mà hột xòe. Trời ơi, giờ tôi tuổi quá, biết vậy tôi lấy chồng đi. Giờ tôi cũng có con ngang ngửa này rồi. À, con ơi. Dạ. À,
Hôm nay siêu thị con mới mở. Dạ. Giảm giá hả? Dạ, con giảm giá hết tất cả các mặt hàng ở đây. Trời ơi, dì thích nhất là cái giảm giá đó nha. Giảm giá là dì mua hết, mua mở hàng đúng, đúng rồi đó chị, mua ủng hộ. Vậy luôn hả dì? Mua sạch luôn, mua hết luôn á. Chị nè, alo, hả? Hột xoàn giảm giá hả? Qua mua hột xoàn trước nha, quay lại sao? Chị quay lại liền, quay lại liền. Chị em ấy có duyên ha. Nhờ có duyên vậy đến giờ thì chưa có chồng đó em. Đó, trời ơi, nhưng mà ba hãnh diện về con, mẹ cũng hãnh diện về con lắm. Con nghĩ ra cái chiêu thức mà mở siêu thị như thế này nè, rồi bán giảm giá nè, rồi mỗi người vô siêu thị mua phải nghe nhạc nè, không đụng hàng nên là siêu thị mình sẽ đông, mình sẽ càng giàu to, mình an hưởng tuổi già. Đúng rồi anh, bởi vậy bây giờ em đâu có phải mà suy nghĩ về cái chuyện cơm áo gạo tiền mỗi đúng, ngày nữa. Đúng, bà thay đổi hoàn toàn rồi đó. Đẹp tôi hẳn cũng ra rồi. Đúng rồi, đẹp hẳn ra rồi. Tôi cũng không cần phải nghĩ những án thơ con cóc để mà bán thơ bán đồ đúng nữa. Đúng rồi, anh bây giờ nhiệm vụ của mình mỗi ngày chỉ là ăn rồi đi shopping, ăn rồi đi shopping đúng không? Đúng rồi, nhờ con đó. Thì bây giờ mình đi shopping đi. Đúng rồi, hôm nay ba với má cuối tuần nè, ba với má đi mua sắm, đi mua sắm. Con ở nhà con mua bán cái đất nha. Dạ, hy vọng ở nơi con nhiều lắm nha con nha. Bà bán đi vui vẻ nha. Nhớ chiều khách hàng nha con, khách hàng là thượng đế nha. Dạ, con biết rồi. Con mình nó biết mà bà lo cái gì cho biết nữa. Trời ơi, công nhận già mình may mắn thiệt các bà. Xin chào quý khách, welcome cửa hàng của chúng tôi. Dạ, quý khách. Quý khách tới cửa hàng của chúng tôi là một sự lựa chọn sáng suốt trong cái thời buổi tăng giá như hiện nay. Với lại, ở cửa hàng của chúng tôi chỉ có giảm chứ không bao giờ lên. Mà trước khi mua sắm, thưa quý khách hãy đeo cái headphone này vào. Ủa? Cái này là cái gì? Headphone đeo chi? Nghe nhạc để không bao giờ để ý tới giá cả của mặt hàng. Trời đất ơi, sao ngộ vậy? Cái này là quy định rồi, không đeo là không bán hàng à. À vậy hả? Ừ thì thôi đeo vô coi. Dạ mà khó quá. Dạ. Xong rồi thưa quý khách. Đâu? Cho coi. Biểu tính tiền. Cửa hàng của chúng tôi sẽ tới cuối tháng sẽ gửi cái bill về cho quý khách. Trời. Trời ơi, vậy rồi tới chuyện đó rồi tôi xài hết rồi. Lỡ đưa ra rồi nói giá trên trời sao tôi biết? Bây giờ quý khách tính tiền luôn bây giờ, lấy bill luôn. Đúng rồi. Đây. Đây thưa quý khách. Đưa bill coi. Cái gì? Hả? Hả? Cái gì vậy? Nước mắm 30.000 chai. Thì đây 15.000 nửa chai thì 30.000 đúng một chai gì nữa. Trời ơi, chiếc vậy là quả là sốc rồi. Còn thanh long 8.000 chai, ở đây đề có 2.000. 2.000 là 1/4 trái. Trời ơi, trời ơi, trời giá sốc mà. Dưa hấu để 36.000, để đó có 3.000 đồng ký. Đây nè, 3.000 1/4 kg. Trời ơi, sốc thiệt. Trời ơi, còn nước chai để là 15.000 chai. Còn lần đó giảm giá 30 chai nước gì dữ trời. Đây nè, cái chai nước á, giá gốc của nó là 30.000, tôi giảm 50%, thì còn 15.000, đúng còn gì nữa. Trời đất ơi, trời Phật ơi, cái nước này là tôi uống hàng ngày, một chai tôi mua có 10.000 đồng bạc à, mà bây giờ nó giảm giá vậy mà còn bán 15.000 chai là sao? Rồi mua rồi không có bán thiếu, không trả lại đâu nha, mua rồi đó. Rồi bây giờ tính tiền luôn đi. Trả tiền gì? Còn cái này á. Cái gì nữa? Giải nè, cái giải để 5.000 mở lại tới 50.000 là sao? Ngoại ơi ngoại, con lại ngoại. Ngoại nhìn kỹ đi, 5.100 gram. Trời ơi, tôi sốc thiệt. Tôi sốc thiệt. Ê, tôi sốc thiệt. Tôi sốc thiệt. Rồi quý khách. Go, go, go. Đi mà không mua được cái gì hết trơn á trời á. Quý khách ơi. Trời, cái gì vậy? Cái gì vậy? Tự nhiên bả mua sắm xong bả tính tiền cái bả xỉu à. Trời ơi, trời ơi, đỡ người ta vậy. Bác ơi, bác ơi, bác sao vậy? Cái gì vậy con, mua bán sao để khách xỉu trong nhà mình vậy hả? Trong siêu thị đâu có được con. Trời ơi, đâu có biết đâu. Mở ra cho nó thoáng. Ngập thở. Trời đất ơi, má. Ủa? Má em. Trời ơi, má. Ngoại. Má ơi, má. Trời ơi, con làm gì sao ngoại xỉu vậy con? Con đâu có biết đâu. Má sao vậy má? Con mua bán sao vậy hả? Má có sao không má? Ủa, cái gì mà. Má xỉu hả? Ủa mà sao má ở đây? Đúng rồi, sao má ở đây vậy?
thì vậy, tao đương bệnh đương làm bệnh viện mà nghe cháu tao nó mở cửa hàng, thôi cũng mừng cho nó. Cho nên đi ra đây coi có nó làm sao. Trời đất ơi, giá sốc, tao sốc thiệt, tao xỉu đó. Trời đất ơi, tôi buôn bán giá niêm yết đàng hoàng mà sốc cái gì hả má? Đàng hoàng cái gì? Mày đọc cho kỹ lại đi. Thanh long 2.000 đồng 1/4 trái. Gì con bạc thì con ghi tặng 1/4 trái đi, 1 trái gì 8.000 một trái, sao 1/4 trái 2.000 là sao hả con? Nó viết vậy cho người ta tưởng rẻ. Nè nước mắm 15.000 nửa chai. Ba má cô gì biết rồi đó. Tại vì thời buổi kinh tế như bây giờ mình phải dụ khách bằng những chiêu trò này chứ. Mày cái này dụ kiểu này là không có được, cái này là bất lương, bất lương. Mai là ngoại còn sống á, gặp người khác á là chết rồi thì hậu quả thế nào? Ba tưởng con mở siêu thị này ra để là mà mau chóng làm giàu một cách gì đó, một cách mới mẻ. Ai dè con lường gạt người ta. Con làm vậy á, mọi người vô đây tưởng đâu là giá không lên, nhưng mà ai ngờ đâu là lên tới tột đỉnh, con biết không? Trời ơi, vì hãnh diện vì con quá mà bây giờ vì tuột trên cao vì tuột xuống á đó, đẻ con đi. Con phải nghe ba nói đi nè, đừng làm khổ người ta, đừng lường gạt ai cả, vì khổ đau phải trả lại thiệt cho chính ta. Thơ này hay nè nha. Trong sự nghiệp làm thơ của ông, tôi chỉ thấy ông nói cái này là đúng. Không, cái này cũng phải của tôi làm. Vậy chứ của ai? Tôi mượn của nhà Phật. Trời ơi. Chết rồi con. Dạ. Này uống rượu không phải để sầu, uống rượu để biết trong đầu nhớ ai. Uống rượu không phải để say, uống rượu để biết đắng cay là gì. Uống rượu không phải để ly, uống rượu để thấy mình kiêu kỳ kiêu sa. Cái này không biết rượu hay là nó làm sao, nhưng mà không tin, không tin. Không tin. Thể nào tin được. Anh có bị khùng vậy? Mới uống chút xíu mà đại huynh muốn khùng hả? Đại huynh khùng vậy. Tự nhiên không tin mà không tin cái vụ gì. Mày hổ, mày nên dám nói đại huynh là khùng. Tôi nói giờ anh không tin là ông tin là thằng này. Ông không tin thằng này, không tin thằng này. Đúng. Phải. Tôi nói không tin là không tin có cái chuyện này. Chuyện này là chuyện gì? Anh nói chuyện mà tự tạo độ khó cho cái não của tụi em quá vậy? Rồi ông giải não đi. Rồi từ từ nó nói. Cái chuyện này có nghĩa là tao nuôi con mèo nhỏ mà vuột mất 3 con heo. Dạ. Ủa sao? Nghe. Cái này nghe nói rối rối cái não mình nha. Giờ này rối à? Rồi nghe bởi chắc sao ha? Dạ, tôi nói thiệt với anh nha anh Tài. Nói tôi nói thiệt là nhậu vô anh đừng nói bậy bạ nha. Tôi không nể anh là sư huynh, tôi là tôi quýnh anh nãy giờ. Ê mày hổ mày, mày hổ mày. Mày không nghe nói, ông nói gì mà nó không có hợp lý gì hết trơn. Lý sao mà ông đi là mua con mèo mà nó vuột con heo. 3 con heo luôn. 3 con heo. Ủa, thì làm sao? Ông mới giải đúng cho đàng hoàng anh. Nó thắc mắc là cũng có lý do của nó. Thằng rớt đúng đó. Rồi, thế sao giải thích? Có nghĩa là tao nuôi con mèo nhỏ. Tao nuôi con mèo nhỏ, tao nuôi bao nhiêu lâu, tao đánh hết đài này qua đài nọ, mà cuối cùng thua láng phải bán 3 con heo. À đúng, em nhớ rồi nha. Anh nuôi con mèo nhỏ mà nó ra con mèo trung với con mèo lớn đúng không? Đúng rồi. Tức học gạch luôn. Thấy là tôi hiểu rồi. Rồi. Thấy không? Có nghĩa là ông phải giải thích cho nó. Hèn gì, hèn gì khi qua đây mấy bữa là coi như là ôm sầm trời đất, heo nó la luôn. Hôm nay không có tiếng la của heo, không khí rất là yên ắng. Có 3 con heo mình là đúng rồi. Nhưng mà ông hãy giải thích là giờ ông mua số đệm mèo mà nó không có ra, mà ông mới bán 3 con heo. Bán 3 con heo. Sao ông ngu vậy? Sao ông ngu vậy? Mày nó hổ mẹ. Ba heo ông nó đang có chữa. Mà có chữa thì có chữa 10 con hay là 7-8 con mà ông bán kiểu đó là lỗ rồi. Thì đó, tao biết thì tao không biết, mà nếu không bán để cho mấy chủ nợ nó chém tao bể mỏ. Tao phải bán chứ, bây giờ còn cái chuồng không á. Nói anh nghe, cái chuyện không có buồn.
Bây giờ nhà cái chơi đề mà uống ra nói. Rồi sao? Mình xui thì như xui kéo chùm. Thế tôi nè, hôm nay thì tôi cũng theo, không theo con mèo của ông mà tôi theo bướm. Bướm nhỏ 19, bướm chùm 59, bướm lớn, bướm bà 99. Lên trên. Má ra mà lính. Ủa? Ủa? Kìa. Lính là số mấy? Lính 113. Ê, không có nói xấu đó xui à. Mình là dân biên đề, không có nên nói 113 xui à nghe. Đúng rồi, có hồn kỳ, mày. Kỳ, kỳ à. Ờ, còn bên mày sao rồi? À. Tao thấy gia đình yên ắng quá, trúng số à. Đúng rồi, này giống à, trúng cho mượn. Trúng, tay vợ tao mới nay nó bỏ về quê nhà ngoại rồi. Bỏ thì nó cũng về vậy chứ mày sao gì. Thì đó thì thua quá rồi, mấy tuần rồi nó bồng con về ở với bà ngoại luôn rồi. Trời ơi. Nhưng mà cũng hên nha. Cũng hên là nó không biết mấy tuần nay á, là coi như tao thắt thêm mấy cái nơ nữa. Nếu mà nó không biết thắt mấy cái nơ nữa là nó bỏ tao, nó đi luôn, đuổi tao ra khỏi nhà. Đúng rồi, đúng rồi. Mày mà đàn ông mày thắt nơ nó, mày là bóng giường nó bỏ mày là đúng rồi. Mày là bóng khùng. Vậy sao thắt đàn ông mà thắt nơ? Mày nói thắt nó nơ đâu? Nơ nặng nợ. Tao nói chỉ nơ chứ lịch sự thôi chứ nợ đầy hết trơn. Mốt mấy mốt nè, cái đầu tao nguyên băng đô nơ nè, nơ không rồi đó. Nhìn đẹp lắm. Tao mà không có lo. Giờ tôi nói với tao mặt sư huynh đây. Em sao? Không, cho dù bạn em nó có như thế nào, em xin hứa em đùm bọc nó. Ai? Này, hay, đây là bạn tốt. Bạn tốt là khi thấy bạn té thì đỡ, chứ không phải chờ tắt thở mới tới thắp nhang. Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Bạn tốt. Tao sẽ lo cho mày. Thôi, rồi, mà vậy thì tôi có chỗ ở rồi, đúng không? Lo chỗ ở cho tôi, đúng không? Mày muốn ở đâu? Thì ở nhà mày chứ nhà ai nữa. Mày ngu. Mày cũng nhìn thấy nhà tao nó chút ẹt như lỗ mũi vậy. Chợ vợ tao có cái bàn máy may nữa mà mày muốn vô nhà tao ở là mày muốn lấy vợ tao á. Mày nha. Đang qua. Ê, mày đừng đem gái đi làm tê tái lòng tao nha. Mày nít, mày không muốn gây lộn mày, nhưng mà tao có chỗ ở cho mày rồi. Chỉ cần mày lấy cái vòi nước mày xịt nó cho nó bợ đỡ họ thúi cái mùi heo thôi là mày ở được. Vô nhà của ông Tài chuồng heo vợ ổng bán heo hết trơn rồi. Ê, ngủ trọng đi mất dạy. Ê hổ mày, mày bạn tao, mày đừng có mày tao, bạn tao mà nói tao ngu như heo hả mày? Mày nói tao ở chuồng heo là ngu như heo hả? Nè, ê thằng này biên đề chứ mới ngu nè. Đố ai định nghĩa được chữ ngu. Có khó gì đâu khi bồ xù. Lang thang tìm ai tông một cú lãnh án tử tù, thế là ngu. Tao có ai đâu mà tao ngu, tao biên đề thua thôi mà. Mày nói hả? Mày tin không? Cái chai của cái ông mày tin không? Mày thách tao hả? Mày nghĩ ra mày nhậu mày lấy cái chai vô họng tao nè mày. Tao đứng đây cho mày nói. Mày bớt nói cái đầu mày sẽ bớt thẹo. Ơi, sao không biết đầu tao có thẹo? Tại tao phán mày đầu thẹo. Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Em! Sao không tán cái mặt coi? Không tán mày nào? Má cái chát nè! Tao quăng miếng xài vô mặt mày đó! Trời ơi! Trời ơi! Hai mày ngồi xuống coi! Dạ, ngồi xuống. Dạ, nghe là chú Quynh ngồi xuống. Cái này đúng là gàm nhà bôi mặt đá nhau. Nghĩ sao ạ? Nghĩ sao hai tụi bay nhậu đã rồi gây lộn nhau vậy? Em hỏi anh nè. Cái gì? Nó nói em là ở chuồng heo. Nó nói em ngu như heo, anh coi tức không? Trời ơi, bỏ. Mày nói tao mày đòi lấy cái chai mày đập trong mặt. Trời ơi, bỏ đi. Thôi em có lỗi, có lỗi. Bạn, Bây giờ... Quê mày. Quê, cũng có lỗi mày. Uống đi. Quê mày. Quê. Nhận hai thằng này rảnh ghê vậy. Nó gây lộn cho đã rồi, nó uống hoài. Đó, mệt ghê. Bây giờ tao nói cho tụi bay nghe. Bây giờ tụi bay cãi đã, giờ tao biên tao nói không? Kẻ thù của thằng sai không phải là thằng rớt. Mà kẻ thù của thằng rớt không phải là thằng sai. Mà là ai? Là ai? Là ai? Nó đang sừng sững trước mặt tụi bay đó. Mày đâu rồi? Mày đâu? Đánh nó, giết nó, mày đâu rồi? Mày đâu? Ủa vậy không thấy hả? Không. Trước mặt tụi bay đó. Đâu? Đằng này hả? Đằng này hả? Anh hả? Trời ơi, bay khùng quá.
Nghĩ sao mà tao là kẻ thù của tụi bay? Vậy anh nói chuyện giờ này mà anh hại não tụi quá, anh phải nói rõ là ai. Phải hình dung lên, hiểu không? À. Là ai là Nguyễn Đề? Nguyễn Đề? Nguyễn Đề là kẻ thù của mình duy nhất đó. Nguyễn Đề là kẻ thù của mình? Đúng vậy. Mình đã nuôi bao nhiêu con cho mấy cái thằng Nguyễn Đề này. Đó. Nó ăn mình muốn sạc nghiệp luôn mà mình không làm được gì nó hết. Đúng rồi. Tại sao bây giờ mình lại bôi mặt mình đá nhau mà không kiếm nó để đá? Đất gà cùng một trại chớ hoài đá nhau. Đúng rồi. Bây giờ mình phải làm sao để trả thù nó? Có nghĩa mình làm sao mà để trả thù nó đây? Làm bằng cách nào? Cách nào? Mình tiếp tục mình nuôi mấy con mình đang nuôi. Nuôi nữa. Mình nuôi để cho nó thấy là mai mốt mình ăn nó sạc nghiệp luôn. Mình ăn hết tiền luôn, nó mới thấy mình là có một cái sự bền bỉ. Kiên trì, kiên trì vấn đề. Vấn đề tăng thêm tiền quýnh là chút lớn. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ai vậy? Ai vậy? Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, hết bền bỉ luôn. Sao vậy? Ông quá ông rồi. Bất bình tĩnh, bình tĩnh. Chưa phải thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chồng sao cũng chồng kỹ. Ôi bà làm đi. Ôn ly cho hạ bà là. Bảy. Hết nhà, hết cửa, hết gì? Ba con heo có chữa tôi cũng bán để mà trả nợ cho ông. Bây giờ là ông muốn cái gì nữa chứ? Bình tĩnh chị ơi, chuyện đâu còn có đó mà. Ông đó dạ. Vợ ông kêu ông đi sửa chiếc máy bay, nó khô dầu rồi mà ông có sửa đâu. Ông đem ông đi bán luôn à. Còn cái gì nữa chứ? Trời ơi, chị, vợ ông có gì tìm ông chém không chị? Chém đó, bây giờ đang đi tìm. Trời ơi, lương mà chơi lịch nhất nhau. Trời ơi, thì ra là như tốt là làm sáng sớm. Mấy huynh ơi, mình nhậu đi mấy huynh ơi. Thì ra là dân tị nạn thôi. Vậy mà đi xăm soi người khác. Người ta nói á, kẻ mà hay xăm soi người khác á thì chỉ thấy hột cát trong mắt người khác mà không thấy được cái sọt rác nằm trên đầu của mình. Trời ơi, trời ơi, nhục chưa, nhục chưa. Nè, cái chuồng heo á, chuồng heo của ông Tài á, không phải tôi ở mà là ông ở trong đó á. Chuồng heo á. Tao mày ở chung đi. Mấy ông đừng có như vậy nữa. Bây giờ tôi nói không có chuồng heo ở đâu mà ở. Bán hết rồi. Ông vừa thôi nha, ông còn đánh nữa đó nha. Cái nhà này cũng không còn đâu. Tôi đi tự tử đi. Đừng chết chị, em xin chị. Chị ơi đừng chết chị ơi. Đừng chết chị ơi. Chị ơi. Ngồi xuống đây đi thôi mà bà, sao bà nóng quá. Thôi cái gì đâu mà hở chút đồ tự tử. Thôi được rồi. Bà nói nãy giờ tôi nghe tôi hiểu rồi. Thôi đi chợ về mệt vô nghỉ đi. Giờ tôi hứa bà, tôi không đánh đề nữa đâu. Tôi bỏ luôn. Không hứa phải không? Hứa. Cho ảnh cơ hội chị, em lấy uy tín em ra em bảo lãnh cho ảnh. Uy tín quá. Uy tín quá. Mấy ông mà còn uy tín gì nữa? Thôi mà tôi hứa tôi làm được. Trời mà. Trời ơi, đánh đề đánh đồ chứ vậy. Bỏ mà bỏ. Khổ vợ khổ con ông hứa đây nha. Trời tôi hứa. Mới đi mà ông còn nữa là ông chết trong rồi. Rồi thôi bà vô. Bán cái nhà này luôn. Trời ơi tôi biết rồi, tôi hứa. Em hứa luôn. Dạ, em hứa. Bỏ. Gì mày? Để huynh mà hèn. Hèn gì? Ai hổng mày? Không, mà hổng có lý do. Sao? À, có một thành viên nói là từ nay là rời bỏ cuộc chơi. Ai vậy? Đây nè, anh mới nghe chị khóc một chút xíu, anh rồi tách nhóm là bỏ đánh đề rồi. Bỏ rồi nào? Có, tôi làm chứng. Yeah. Biết cái gì? Cái này là tao tương kế tụ kế thôi, hiểu không? Dạ. Bây giờ tụi bay yên tâm đi. Tao đã có cách. Cách hả? Nhưng mà là cách gì? Cách gì? Cách gì anh nói đi. Nói. Chung, nói. Chu đầu chụm mỏ vô đây tao nói. Nói anh nói cách gì mà có tiền được rồi. Tối nay mình sẽ tới miếu ông hổ. Miếu ông hổ? Dạ con lại ông thần hổ linh thiêng. Dạ tụi con gồm có ba đứa bạn thân. Dạ con là Tài. Dạ kế bên con là Rớt. Còn cái đầu bơm bê kia là Sai. Dạ hôm nay tụi con đến đây cầu xin ông hổ linh thiêng phù hộ độ cho tụi con trúng đề đi.
Tại vì tụi con thua quá, vợ con nó chửi quá, giúp cho con trúng đề. Nếu mà kỳ này mà cho số con trúng, con xin tạ lễ ông Hổ bằng cách là ông Hổ cho con bị què chân, con cũng chịu. Trời ơi, chứ thần thánh mà thứ bảy thứ ba què chân thiệt sao nội. Quên, dạ dạ, cái đó con lỡ lời, dạ xin bỏ. Phí thôi. Dạ, nói là dạ, con xin tạ lễ. Dạ, 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 con Nguyễn Rớt. Dạ, để mà rút ngắn gọn cái lời nói nãy giờ con không giới thiệu nữa mà con xin luôn đi. Ngày này cho con gom nguyên mẻ ngon lành đi, cho con trúng xỉu chủ đầu đuôi, rồi trúng đá là nguyên cặp, rồi trúng hết luôn đi. Con bán nhà con cũng quất đợt này luôn, cho con trúng bùm bấm đi. Nếu mà trúng thì làm gì? Trúng là con thì con sẽ cạo đầu mà con tạ lễ á. Dạ con trên có Thổ Công, dưới sông có Hà Bá, xa lộ của nón bảo hộ. Dạ, ông thần hộ thứ con. Trời ơi, cho con trúng đi. Nếu con trúng đầu đuôi xỉu chủ số đá mà trúng đều hết trời, con nguyện sẽ như trên giống thằng Rớt. Là sao? Như trên là sao? Và cạo đầu tả lễ. Mày nghĩ cho mày cúng tự nhiên cạo đầu cũng mà bắt chước cạo đầu theo. Thì người ta có sông hùng kỳ hiệp, cái này sông đề kỳ trọng. Thấy con tự ra dạ cho con dạ. Ông cho con số đi ông ơi. Cho con số đi ông. Quá. Thâm chớp nổi lên rồi. Chớp nổi lên rồi. Chớp nổi lên rồi. Cho con số đi. Ủa số đâu? Đâu có thấy số gì đâu. Đây là đồng số mong quạnh nè. Sao có số được, không có số. Đi đâu có cái số nào đâu mà. Có số rồi. Đâu đâu phải vậy đâu. Có số rồi. Số mày gì? Khùng hả? Số. Cái vỏ đựng nhang mà. Số nè. Đâu số gì? Số địa chỉ bán nhang nè. Trời ơi. Tại sao vậy? Tại sao đồng không mong quạnh này thế này mà lại có một cái giấy số mà số địa chỉ bán nhang bị bay ra. Đâu chứng tỏ rằng là thần hổ cho mình số đề đó. Số mấy địa chỉ số mấy? Đâu có thấy số đâu. Đây nè, địa chỉ cơ sở bán nhang nè. Đâu nè, số mấy nè. 5/14 đường 23. Đó. Mùng 5/14/23. Đẹp quá, số đẹp quá. Mày điên. Trời ơi, số xấu quá mà nó đẹp. Số xui đó. Người ta nói là mùng 5/14/23 đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn. Người ta đi buôn, tức là người ta là buôn bán, còn mình là người mua mà, mình là người mua số, người ta bán số, người ta thua, mua số là mình trúng. Mình ta đi buôn người ta mới xui, còn mình đi mua là mình trúng, là may mắn chị Minh. Biết liền, mùng 5/14/23. Nhưng mà số 2 con không à, như lẽ bên 5/14/23 rồi trúng ít lắm, số 2 con trúng ít lắm. Bây giờ sao? Ba con liên xỉu chủ rồi số đá rồi mới ngon. Bây giờ em có cách rồi. Cách nào? Trời ơi, trời ơi, trong cái khó nó ló cái đuôi mà. À, cái gì mới khó nó ló cái khôn. Bây giờ mình cộng số lại. Mình muốn trúng là mình phải động não. Cộng ra thần hổ kêu gọi mình là cộng số lại để biên số ba con. Rồi, cộng coi. Nè, để coi nè. 5 nè. Cộng với lại 14 nè là 19. 19 rồi. 19 cộng với 23 là coi như là 52. Mày điên nữa. 19 cộng với 23 là có 42 à. 42. 42. 42 là 42. Mà mình có 3 người. 3 người tức là 342. Số quá đẹp. Trời đất ơi, 42 đúng rồi. Trời ơi. Tạ lễ. Trời dạ. Trời ơi. Anh ơi. Bây giờ là coi như mình có số biên rồi. Chuyện này mình phải biên xỉu chủ để cho mà chủ xỉu. Dạ, đội áo lông hổ à. Ai mà tàn nhẫn trong quá đó. Trời ơi, vợ chồng mà ăn ở nhau mà ông ác quá đi. Ông đợi cho tôi ngủ rồi ông lấy chìa khóa. Ông đem giấy tờ nhà ông đi cầm đi bán hết nè. Trời ơi, bao nhiêu lần tôi khuyên ông đừng có đề đốm gì nữa hết ra mà ông cãi lời tôi. Đâu có đâu, bà đừng nói gì tôi nghiệp tôi, tại tôi tính người này tôi gỡ gạt lời mà ai về đâu nó là vậy. Cái chuồng heo bây giờ cũng không có để mở, đừng nói chi nha. Đi ra đường chết đi. Bà ơi, mà đừng nói như vậy, tại tôi nghĩ là sao mà trật được, với lại mấy ông hổ, ông linh, ông cho số, ông lẽ trật được. Có ông hổ, ông mèo vậy đó.
Hai ông kia cũng rồi bán nhà hết rồi. Bây giờ đi tự tử hết rồi. Bây giờ để cho ông nhớ đời nha. Tôi sống với ông chim mà tôi biết khổ dữ vậy nè. Thôi bà đừng nói nữa, thôi để từ từ đi rồi tôi tính cho. Ông tính gì chứ hả? Mỗi lần nói với ông là ông tính à. Bây giờ tôi đi tự tử nè. Chứ bây giờ nhà cũng có cái gì không à. Thôi bà đừng là... Bà đừng nghĩ quẩn nha. Bà ơi, bà đừng nghĩ quẩn nha. Bà ông trả lời đi, ông có trả đỡ cho đại ca tôi không hả? Có trả không? Mấy anh thông cảm giùm em đi, mấy anh để em có thời gian em sẽ trả. Ông mà xưng em một lần nữa tôi chém ông liền. Để ông già chứ ông đổi tôi vào ông xưng em. Quên cho mà mấy bạn thông cảm với mình đi, mình hứa mình sẽ đem tiền lại. Ai bạn với ông? Ai học hành chung với mấy người cờ bạc với ông? Bây giờ nó đi, chừng nào trả thì từ từ có tiền tôi đem qua tôi trả. Yeah, ông thấy nó xăm mình chưa? Ghê chưa? Ghê quá. Ông nhìn nè. Đau không? Nhìn con chuột tôi đi nói chuyện. Ai đó, ông muốn biết đau hay không? Ông phải lấy cái tay ông nhíu một cái ông mới biết đau hay không? Yeah, ghê quá. Rồi chưa? Trời ơi. Bây giờ mấy ngày trả, bao lâu trả, chừng nào trả? Chừng nào tôi hứa tôi có tiền tôi đem qua tôi trả liền. Bao lâu mới có tiền? Bây giờ phải chờ chừng nào tôi có mới đưa được chứ giờ. Hỏi tôi không dám nói bậy. Không được nó ngang vậy nha. Bao giờ có là phải cho thời gian chính xác. Bây giờ không ấy. Không thôi để cái lỗ tai lại. Đừng làm vậy. Làm xử ông có bậy. Đừng làm người ai làm thế. Đừng chơi. Nghe nè. Giờ làm ơn trả tiền giùm đi. Chứ bây giờ tiền đó là em cũng mượn của người khác đó. Em cho anh mượn lại đó. Làm ơn trả giùm em đi. Biết rồi. Mày điên hả mày? Gì? Mày đòi nợ mày làm gì vậy? Thì năn nỉ người ta cho người ta trả nợ. Tao nói cho mày biết. Hai thằng cái đòi nợ mà cái thằng kia nó bệnh. Tao nhờ mày đi giùm. Tao khi mày gồng lên mày qua mày đòi nợ tao mày làm cái gì vậy? Gồng đâu được. Đâu này cũng đâu phải em xăm mình. Đâu này em sợ nắng mặt. Trời ơi. Không ạ. Bà Sơn. Bây giờ không có tiền mà. Đưa giấy tờ nhà ra. Cái gì vậy? Chị vợ anh. Sao? Bà đứng đây xong bà tự tử chị. Bà tự tử hả? Vợ tôi tự tử rồi. Vợ tôi tự tử. Ông đứng lại đây. Để tôi đi cứu vợ tôi. Vợ tôi tự tử rồi. Ông ở đây một lát ông cũng được tự giận chứ bỏ thôi. Trời ơi. Sao bà tôi ra đi trời ơi. Ai vớt bà lên vậy? Điên hả? Ai nhảy xong? Ủa nói vậy là... Ủa không phải sự thật. Ủa nói vậy là... Ông nằm với bao hả? Ủa tôi nằm mơ hả? Ừ. Trời ơi. Mơ thấy gì? Trời ơi bà ơi. Tôi nằm mơ tôi gặp ác mộng bà ơi. Mộng sao? Tôi nằm mơ tôi thấy... Tôi rủ thằng Rớt với thằng Sai. Hai thằng nó đánh đề với tôi. Rồi kéo tụi nó ra ngoài miếu ông Hổ á. Rồi ông Hổ cho số về đánh. Đánh xong bán nhà bán cửa tôi đem giấy tờ nhà tôi cầm tôi hết luôn, bị tụi chủ nợ lợi nó đánh quá trời, nếu điều nó muốn giết tôi luôn đó bà. Đúng rồi. Thôi bà đòi nhảy xong tự giận nữa, trời tôi sợ quá trời luôn. Ây da, không phải, trời bà vẫn còn sống tôi mừng quá. Vợ của hai anh kia nhảy xong tự giận kìa. Hả? Cái lúc mà ông Sai ông nằm ở nhà đó thì hai thằng đó nó lấy chìa khóa của vợ nó. Dạ. Nó mở tủ nó lấy giấy tờ để nó đi cầm đi bán, số đề đâu có trúng đâu. Bây giờ người ta lợi người ta đã xiết nhà rồi. Ủa vậy? Bây giờ nó nằm ngoài cái gầm cầu á. Ông ra kiếm nó ngoài đi. Ủa? Nói vậy là tôi là nằm mơ còn hai thằng công đậu nó là thiệt hả? Đúng rồi. Trời ơi! Mừng quá bà ơi! Cũng may! May là tôi sai đó. Làm gì vậy mày? Mày không tập thể dục chứ Tư? Tập thể dục gì đâu mà tao thấy mày thiệt á.
trai thanh niên mày phải tập dũng mãnh lên. Mày còn thua một cái người bạn mới tao mới tậu về á. Thì tại tính con yếu đuối gì chú Tư dạo này có bạn bè gì đâu vậy? Tại đây tao nói mày nghe nè. Gì vậy? Vài bữa qua nhà tao, tao giới thiệu một người bạn tao. Trời ơi, tao nói nó đẹp vô xong, nó quý giá vô xong mà nó cực kỳ. Tao không biết dùng cái từ gì để diễn tả người bạn mới của tao. Bạn của chú Tư ở chung nhà chú Tư luôn hả? Đúng, tên rất đẹp. Leon. Leon. Ừ. Sư tử. Cái gì chú Tư? Trời ơi, chú Tư chứa chấp nuôi sư tử trong nhà hả? Trời ơi trời, cái này là động vật quý hiếm, không có được đâu. Trời ơi, người ta biết người ta bắt chú Tư đó. Ly âm là tao đặt cái tên nó, tên sư tử, cho nó dũng mãnh, thấy nó bề thế. Nhưng thật sự nó chỉ là một con chó thôi. Đúng không? Là chú Tư có nuôi con chó trong nhà hả? Con chó này mày nhìn là mày thấy mày sợ luôn. Con chó này nó lai hai ba giống. Nó là Rottweiler mà nó còn lai linh cẩu nữa. Rottweiler lai linh cẩu nữa. Trời ơi bề thế lắm, đẹp lắm. Trời ơi. Đặt tên Ly không? Trời ơi chú Tư, trời con chó thì đặt tên là mực, là cuốn, là phèn hay là cao lắm là con chó đặt tên là meo meo hay mi mi gì đi, đặt tên Ly không gì thấy ghê quá vậy. Thôi mẹ ơi, mày nuôi chó bây giờ tự nhiên mày đặt mấy cái tên nó thấy nó yếu đuối không? Mà cái tên nó là Việt Nam, tao không có thích. Con chó này là con chó Nhật, phải không? Cho nên phải đặt nó một cái tên ấn tượng, tên nó là phải tiếng nước ngoài. Trời ơi, dữ vậy à? Mày vô nhà tao mày nhìn nó, tao nói thiệt mày hả, mày rét liền. Ghét, ghét cái gì? Cùng lắm. Trời nó hả? Ừ. Bà nói nè ha, chó từ nào giờ mày thấy chó mà cười chưa? Con chó của chú Tư biết cười luôn hả? Con chó tao nó biết cười luôn á, tao cho mày biết. Thấy ghê vậy? Con chó nó biết cười luôn hả? Mày biết vô... tao mua nó bao nhiêu không? Chú Tư mua bao nhiêu? Mua mấy à? Chắc cũng giống này cũng mắc, chắc cũng 3-4 triệu á hả? 3-4 triệu? 3-4 triệu hả? 3-4 triệu là đủ tiền cho nó ăn sáng thôi đó. Một tuần thôi đó nha mày. Không chịu là cho nó ăn sáng một tuần thôi hả? Chứ cái sao? Giống nó ăn gì thấy ghê vậy? Tao kể cho mày nghe. Một ngày đẹp trời tao lang thang trên mạng, tao nhìn thấy một người đàn ông bề thế. Họ mặc đồ giống như thổ dân. Da họ trắng không trắng, đen không đen, đỏ không đỏ. Họ đeo cái đôi bông dài xuống tới đây nè. Kế bên họ có một cái con mà tao nhìn tao không biết nó là chó hay là cọp hay là beo. Cuối cùng tao mới, cái máy tao á, tao mới mở bự cái hình ra, cái tao mới li xuống cái phần đuôi nữa đó. Tao thấy cái đuôi nó quắc 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 quắc. Chỉ có chó mới quắc đuôi thôi. Là nó rồi, vô lại cái con đó rồi con chó. Là bây giờ là con lấy mà cái hình dáng nó làm sao thấy ghê vậy? Cái mặt nó như con sư tử. Cái mình nó như con rái cá. Cái chân nó như con linh cẩu. Cái phần ức của nó biết giống cái gì không? Cái gì? Giống như con đại bàng núi ở bên Ả Rập đó. Trời ơi. Cái đuôi của nó thôi. Cái đuôi nó là giống con chó Phú Quốc. Trời, con chó của chú Tư hợp tác xã quá vậy? Tùm lum tà lá ghê. Ảnh thú rồi. Đúng. Nó là một con chó còn sót lại của thời tiền sử mà cái bộ lạc Akahotat ở bên Brazil, ở trong rừng rậm Amazon. Chỉ có ông tù trưởng nó mới còn không. Mà sao chú Tư mua được nó hay vậy? Tao liên lạc với mấy người thổ dân ở bển. Tao nhờ ổng bắt mối với lại cái ông tù trưởng. Mà hên, bữa tao coi cái hình là con chó đang có chữa. Vậy hả? Thì khi nó đẻ ra đúng một tháng tuổi là tao hốt về đây liền. Phải không? Tiền máy bay, tiền chích ngừa, tiền thuốc chống cho nó chói nước này kia đem về đây. Trời ơi, đây, 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 lấy cái hình để tao coi nè. Trời ơi, chú Tư có một báo vật trong tay rồi. Đã, coi đây nè, nè. Đây, 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 khoan. Cái gì? Đó, hình một tháng tuổi. Lúc đó, nó mới về Việt Nam. Nè. Mà nó bự gì đó hả? 2 tháng tuổi, thấy chưa? 3 tháng tuổi, thấy chưa? Trời ơi, trời ơi, nó bự. Bây giờ nè, bây giờ đó, bây giờ đó. Trời ơi, con mà nó bự quá. Làm cho mày vuôn màn hình luôn. Mày vô nhà tao bây giờ, tao nói thiệt nha, nó tiếp mày theo cái thái độ tình cảm của mày. Nếu mày vui vẻ với tao, thấy không, thì thể hiện tình cảm chạy lên nó ôm mày, nó liếm mày. Ha, mày có thái độ mày chống đối chủ nhà, chống đối tao nè, thấy không? Chỉ cần mày liếc một cái thôi, nó bài tới nó móc mắt mày liền. Trời, con chó thấy ghê vậy. Trời, nghe sợ quá. Chó tao từ ngày tao nuôi nó trong nhà, tao ngủ tối tao không cần đóng cửa.
Rồi xém rồi, có con chó này nên bỏ điện thoại rồi táp liền luôn à. Ai dám vô? Trời con chó mà nuôi con chó mà đỡ tốn tiền mua cửa sắt với lại ổ khóa mà vậy ta. Tối tao ngồi tao coi truyền hình, coi danh hài đất Việt trên đài truyền hình Vĩnh Long nha. Tao cười tới đâu nó cười tới đó. Luôn dữ vậy luôn hả ta? Nó biết hết trơn hết rồi. Trời, nó còn biết pha cà phê tao uống nữa. Nó biết pha cà phê luôn. Sáng mời còn đi lượm báo nữa, sáng mời nó ra. Thằng đưa báo liền từ báo nó ngậm vô trong họng, nó chạy điên đoạn thấy thằng đó đứng nhìn nó ngạc nhiên, nó cùng quay lại nó thả tờ báo xuống, nó kêu gâu 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 gâu. Gâu gâu là gì hả? Là gì? Tiếng Anh là gâu 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 là nó kêu thằng bỏ báo đi đi, đừng có dòm nó nữa. Trời ơi, con chó nhà của chú Tư con khoái quá, bữa nào cho con qua nhà nó rồi con để cái mặt con sát bên đó con chụp hình, xong rồi con với con chó chụp hình đăng Facebook câu like rồi nha. Ngày mai phóng viên tới chụp hình rồi trao đổi sanh ngữ với nó là mày qua chơi cho biết. Trời ơi dữ. Bà bình tĩnh, bà bình tĩnh, bà nghe tôi hỏi, đừng có làm quýnh quán lên. Ở nhà mình gặp chuyện gì? Không biết. Đâu, đất ơi, không biết mà bà ra đây bà la ó ôm sùm. Tôi hỏi bà chuyện gì xảy ra. Thôi, đừng lộn, đừng lộn. Tôi nghe coi, đừng lộn, nhiều quá. Chuyện gì xảy ra bà nói coi. Trời ơi. Nói coi. Đừng lộn. Mình quá trời. Đừng lộn đầu lên rồi. Đầu chị bà mới tỉnh tinh thần lại. Đi tiếng có gì nói đi. Trời ơi, tiếng này nó làm sao. Bây giờ bà nói đi, chuyện gì xảy ra? Mình tỉnh lời chưa? Mình đi mua chai nước tương. Mình đi ra ngoài ngõ. Chưa kịp làm gì cả. Chưa kịp làm gì hết. Mới có 5 phút thôi. Rồi cái chợt thấy rằng là mình quên đem tiền theo. Chạy về nhà. Trời ơi, không nhìn ra nhà của mình, nói nhà của mình tan quan như một bãi chiến trường. Khủng khiếp lắm. Nguy hiểm đâu? Không biết. Chỉ thấy là dấu chân đầy hết trơn hết rồi. Hai con mắt của nó nằm dưới sàn nhà. Trời ơi, một chiến binh dũng cảm, một con chó cuối cùng của bộ lạc AK Hồ Tát Amazon. Trời ơi, ông ơi, mày ở đâu? Không biết. Trời ơi, gì con không biết hết trơn. Ở kinh khủng quá. Tiêu rồi. Đó, nhà nó vậy đó. Bà đi mấy phút mà xảy ra chuyện này? Chưa được 5 phút rồi đó. Trời ơi, chưa được 5 mà phút. Mà sao? Thêm tư chuyện là sao? Chuyện là sao? Không biết. Trời ơi, sao gì con không biết cái chị? Cái gì mà cô không biết? Cưới bà về làm giống gì không biết nữa. Trời ơi. Gì vậy? Gì vậy chú Tư? Gì vậy? Cắt dây điện thoại à? Trời ơi, nó định giết người, nó định giết tôi. Mai mà tôi đi ra ngoài tôi mua chai nước tương, không thôi là nếu ở nhà là nó bịt miệng tôi lại, nó giết tôi rồi. Trời, nó giết người diệt khẩu đó. Nó đã cắt điện thoại, nó không cho liên lạc với người ngoài. Ghê chưa? Mày thấy ghê chưa? Nghĩ là cái chuyện này không đơn giản à? Đừng có đụng lông, bỏ xuống. Muốn chết hả? Con sợ quá. Tất cả những cái gì mà có mà, tất cả những cái gì mà ở đây phải giữ yên hiện trường. Mày đụng vô tụi mày mà lắc dấu tài nè, bắt mày đó. Thôi con lỡ có như xí xóa con nó đi, con không biết gì. Trời ơi, cái iPad tôi để tôi sạc. Chú Tư, mọi chuyện đang căng thẳng mà Thiếm Tư quay bình thản mà ngồi buộc tóc kìa. Cái iPad tôi đâu? Biết. Trời ơi. Chết cha. Cái bóp của tôi. Trời ơi, cái bóp. Trời ơi, cái bóp của tôi. Cái bóp của chú Tư mất luôn hả? Mất rồi. Trời ơi, trời, tiền để trong đó nhiều không? Trời ơi, 2 triệu bạc. Trời ơi, đâu mà đi. Ông chồng tôi mà, ông giấu tiền, ông nhín tiền, ông xài riêng nha. Không phải 2 triệu bạc luôn hả? Không có cái gì hết á, mà bây giờ cái bóp của ông đó mất. Bình tĩnh. 2 triệu đúng không? Không phải 2 triệu. Trời ơi, lần này là lớn 20 triệu. 2 tỷ. Không phải. Vậy là bao nhiêu? Trời ơi, cả ông gia tài 200 triệu, 2 tỷ cũng không phải. 2 triệu đô la. 2 đô thôi. Tôi bỏ trong bóp tôi 2 đô bởi vì người ta nói có cái tờ 2 đô. Thì nó hên, tôi bỏ trong, bây giờ nó lấy cái bóp, nó lấy luôn tờ 2 đô của tôi rồi. Trời ơi. 2 đô hả? Sao giờ này mình báo trên dân quân?
báo lên chính quyền công an mà sao chưa có ai xuống tới hết trời. Có tìm có bị mất cái gì nữa không? Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh. Đừng có đừng đụng hiện trường gì hết nha. Hiện trường đẩy yên, giữ yên, đứng yên, đừng có nói gì hết. Nghe nói nhà này có ăn trộm đúng không? Đúng, đúng rồi. Có người chết không? Bao nhiêu người chết? Khai đi. Có. Ai? Nhốt chung tùm lum tùm la có hai con mắt ở dưới sàn. Hai con mắt đâu? Hai mắt đâu? Hai mắt gì? Hồi nãy bà nói có hai con mắt. Có, hồi nãy tôi có nói là tại vì tôi quýnh quá thì tôi nói cho nó ghê gớm lên vậy đó để cho có người xuống cho nó nhanh. Chứ thật ra là không có. Mà cuối cùng có không? Không có đâu, không có. Trong nhà tủ không có mất gì trơn á, nó chỉ xáo trộn vậy thôi. Hả? Nó cắt điện thoại à? Có. À không, cái này nó cắn. Cái gì? Trời ơi, nó cắn. Trời ơi, nó sợ nếu mà nó cắt thì nó sẽ bị dấu vân tay. Trời ơi, nó thông minh quá cho nên nó cắn. Tôi trộm này. Giờ cái răng rồi, cái răng rồi. Công an không bao giờ điều tra ra được cái dấu răng. Hồi nãy có một người lên khai báo có một người nước ngoài tên Leon chết ở đây đúng không? Đó. Đây, chị này báo. Người báo đó. Không phải, Leon là tên con chó chứ không phải con người. Đúng rồi, hiểu sao quá thôi. Nó tên là... Tôi đặt tên con chó. Đúng rồi, con chó, con chó của chú Tư. Anh cho em ý kiến cái chèm em nhúng nhích đường nãy giờ. Thôi nhúng nhích đi không sao. Nhưng mà tôi chỉ nói cái iPad, cái bot. Mất gì nữa? Đôi giày. Phải, đôi giày của tôi. Không phải, ý tôi nói tôi mất đôi giày. Một cái đôi giày rất quý. Nó được may bằng da con rồng của Mendo ở bên cái đảo bên Indonesia. Trời ơi, đôi giày đó. Trời, đôi giày mà nhà thám hiểm người Ý, người ta giết con rồng, người ta lộn da con rồng, người ta mai đôi giày đó, người ta tặng cho tôi bây giờ mất rồi. Đôi giày đó quý giá lắm hả? Đúng. Trời ơi. Thằng trộm này, nó vô mánh rồi, thằng trộm này nó vô mánh. Trời ơi trời, mất nhiều thứ quá, mất cái iPad, mất cái đôi giày, rồi mất cái bóp, sao gia tài. Mất ly ông. Mất ly ông nữa. Con chó cuối cùng của bộ lạc Akao ta. Trời ơi, chết bây giờ làm sao? Mọi người đứng im, giơ hai tay lên, giơ hai chân lên. Bậy, hai chân được không? Gọng, gỡ hai tay được. Còn chú ghế, nhanh lên, đúng rồi. Đó, làm như anh nói đi. Nhanh. Đừng có di chuyển để phá hết dấu vết của hiện trường. Trời ơi, phát hiện ra rồi. Đó, tại ông á, ông đây. Nổ chi? Nhà đâu có giàu có gì đâu, xạo. Làm gì mà có đôi giày mà làm bằng da rồng. Đấy. Bởi vậy con nói chú rồi. Ông chịu cẩn thận dẹp đi, khóa cửa khóa kiết đi. Tự tin con chó quá, không chịu khóa cửa khóa kiết gì. Phát hiện ra rồi. Thằng trộm cậu hả? Cầm vũ khí lên, Tôi đếm 1, 2, 3, 1 cái xong vô quýnh nó liền nghe chưa? Đưa đây, mở cái đây. 1, 2, 3, 2, 3 Trời ơi, thầy hả? Cái cây vậy? Thì ông nói ăn trộm đâu? Rồi cây đâu, cầm nó quýnh nó. Trời trời, bây giờ đưa cây cho nó chi vậy? Không có nhiều, dùng số đông, mình tấn công nó. Trúng pha. Ủa nó biết nghe luôn hả nè? Hay quá. Nó đó. Ly ông á hả? Ly ông. Vậy nó vẫn còn chứ chưa nó mất. Giờ là sao? Nó nói cái gì vậy? Hỏi nó coi hung thủ đâu? Hung thủ có làm gì nó không? Bình tĩnh. Hung thủ không? Con thấy sao? Phải không? Bình tĩnh nghe ông hỏi nè. Không. Ai vô nhà này ăn trộm rồi họ làm cho con hoảng sợ, họ lấy cái bóp. Cái iPad của ông con có thấy ở đâu không? Đôi giày nữa. Đôi giày nữa. No one. Hả? Cái gì vậy? Mất hết rồi con à. Không có. Mất hết rồi. Nó nói đi vô trỏng mà coi biết. Đi vô trỏng của con. Trời ơi. Giữ nó đi. Đừng có. Trời ơi, ăn trộm nó có làm gì con không? Nó có hành hạ con không? Hả? Sao rồi chú Tư? Nó.
nhặt nát kho hay nhặt nát đi ăn cái gì này đi làm phải đâu hết rồi nhé. Cảm ơn cây dừa, cây dừa. Tất cả những cái gì mà mình nói mất nó nằm ở trong, như vậy là cái nhà này không có bị trộm, tất cả là nó. Ly Âm, không tại sao làm như vậy? Vậy Hưng ơi, thổ địa thần tài đất đai Dương Trạch phù hộ cho tía con ổng có nhiều sức khỏe để kiếm tiền nuôi gia đình. Má, sao tới giờ này mà cũng chưa thấy tía với chồng con về nữa? Ôi con lo gì, tía con ổng đâu có dám la cà đâu mà con lo. Cái này chắc là đẩy rồi thêm một xe nha, rồi hai người vác nha. Bữa nay tiền nhiều hơn hồi bữa đó con ơi. À, má mai xong chưa? Để chiều nay con đem hàng giao cho người ta luôn. Ôi trời ơi, còn hai cái nữa mới xong. Ba ngày làm đâu được chừng 3,000 cái gì đó, có mấy chục ngàn đồng bạc à. Đúng là làm đồng tiền đổ mồ hôi sốt mắt mà. Còn con cũng vậy, làm suốt cả ngày à, chỉ có được vài chục ngàn. Vậy á mà con thấy thiên hạ ăn chơi suốt sáng thâu đêm, tiền triệu bạc trăm dứt rải dài dài trong những quán ăn nhà hàng khiêu vũ. Tiền kiếm nơi nào mà họ xài chẳng xót xa, đúng là người ta ba thứ người ta mà. Chắc chắn á, không phải tiền của họ làm ra, và họ cũng chẳng bao giờ khổ cực như chúng ta. Nhưng mà con ơi, số phận của mỗi người có tài mà kém đức thì ai cũng như ai. Con cũng nghĩ vậy đó má. Đừng có lên voi, làm gì có ngày xuống chó ha má. Ôi, cởi voi cởi chó làm gì cho mắc công lo sợ, cởi chồng là chắc ăn hơn con. Nè, nhớ không thay đổi cách quản lý. Ý, tí con cũng về tới nè, có dọn cơm con. Dạ. Con ăn qua đi. Chóng mặt quá, chóng mặt quá. Tía ơi, chóng mặt. Xe thắng hết ăn luôn. Tía ơi. Gì vậy? Tía đâu rồi? Đây nè. Hả? Bộ mắt mày nghiêm trọng lắm hả? Không biết nữa tía ơi. Không thấy gì luôn hả? Mày ngon. Không thấy. Mày ngon. Không thấy. Sao không thấy sao đỡ? Không đỡ đuôi mắt sao? Sao mà nói không thấy? Tía. Gì? Công nhận tía 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 hay quá ha. Người giá dám ở chỗ chỗ làm thì cá độ với người ta ăn 30 trứng hột vịt lộn. Trời trời Phật đất địa ơi, được có 150 rồi. Gan quá trời quá đất à. Lỡ chỉ bị sình bụng sao? Bể bụng với bà sình gì? Ráng nuốt kiếm tiền nuôi vợ con mà. Bây giờ nhắc tới hột vịt lộn là ói liền đấy biết không? Mày cũng vừa gì? Tướng mày lớn gì đồ vật lộn, thằng kia ăn mấy trăm ngàn mà vật lộn gì xém chết. Nó đánh đứt hai bóng đèn là chưa vừa lòng mày hả? Cũng gì anh dùng tấm áo. Thôi rồi. Bây giờ tiền đâu? Tiền nè, tí giữ đi. Giấu đâu? Lột đến tục thằng Tài. À, có mua trái cây. Má, ăn trái cây trước hay là ăn... À, để trái cây đi. Hai con. Ai kêu tôi đó, có tôi đây. Ai kêu tôi đó, có tôi đây. Chút xíu nữa ăn cơm mà sẽ... Dạ. Tía ơi, mà nhà mình có trồng cây chôm chôm hả tía? Chôm chôm cái ông nội mày. Trời ơi, cái đầu tôi mà nó bươi gì nè. Xin lỗi má. Cái thằng quỷ này nó đuôi rồi sao mà. Xin lỗi má. Tía ơi, tía đâu rồi tía? Tía à? Tía ơi, mày đi đâu vậy? Trời ơi, đi đâu vậy? Đây. Trời ơi, định ăn xác người ta hả? Không có đâu, không có. Dao nè vợ. Con mắc ăn sao vậy? Hả? Liên. Dạ. Không thay đổi kết quản lý. Dạ. Mắc sao vậy? Mắt anh bị té. Ở đâu? Té ở té vô tay thằng kia, té ngay chỗ này nè, té bụp bụp vậy, té thẳng vô. Đập muối chưa?
đắp muối rồi, không sao đâu, chút xíu hết mà. Ăn cơm vợ đây. Đừng lo. Tía ơi. Đây nè. Đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Ngồi đâu tía? Đi thẳng đi, được ra đây. Rồi ngồi xuống. Tía. Gì? Chén. Tía. Gì? Đũa. Tía. Gì nữa? Đồ ăn. Trời Phật đất địa ơi, gì mà cho có chút xíu đồ ăn à. Mày đuôi mà con biết biết nhỏ miếng lớn nữa hả mày? Con hửi biết nhỏ lớn liền. À, tôi chưa có thay đổi quy định mà sao em re vậy ta? Quên. Thưa má, con với tía bữa nay làm người được 70 ngàn, hai người là 140. Ừ thì tôi cũng dành dụm để lo cho gia đình chứ. Đâu dấu đúc cho ai. Ừ để còn lo đóng á. Tiền điện tiền nước biết vậy sao nào về chợ Hạch hỏi mới được, làm như mấy người làm để nuôi tụi tôi vậy á. Biết rồi. Đi ra con. Má bữa nay hả, thương tía cho nên mua cho tía một cái món mới. Phải vậy mới được chứ tía. Bữa nay mình không ăn cá nhiều nữa, à. Mình ăn bò. Cái món gì? Nè, con tía, đang thèm bò. Đây, hộp vịt lộn. Tía ăn hộp vịt lộn mới tía. Mày có tin là tao ối ra 30 con vịt ngoài đường liền không? Ối ra đây không? Ối ra liền không? Tía không thích ăn hộp vịt lộn đâu, để con ăn. Mày muốn ăn mà ra sao ăn? Cái mùi hùng cái lộn là tao chết liền bây giờ mày biết không? Nè, chuyện này mới lạ nghe. Hôm qua nói với tôi thèm ăn hộp vịt lộn, bữa nay tôi mua cho ăn, không ăn là sao? Ăn ở đâu rồi hả? Đâu ăn đâu. Xuống liền, chết tao chết liền. Không ăn cơm đi đâu vậy? À, đi làm một cái công việc mà không ai thay thế được. Là gì? Gettolo. Vô toilet. Bữa nay thay đổi khí hậu, hành nữa là tía không thèm ăn vịt lộn. Chút nữa hai vợ chồng mình ăn. Ngon. Ngon kìa. Tía để đâu rồi? Ngay chỗ cũ luôn. Tới con nha. Đi đi. Lên đường. Hai cơ. Hả? Đi đâu vậy? Đi làm chuyện mà không ai thay thế được. Đúng rồi. Hết tao luôn. À, quá đã. Đã cái đầu mày. Trong toilet có gì trọng mà đã con. Đâu có gì đâu tía. Ơi mà. Tía. Công nhận tía hay quá. Tía vô tía làm một hơi ngơ dài như Châu Thanh vậy. Con bắt trước tía. Con làm một hơi như là Phượng Hoàng vậy đó. Còn chút. Công nhận ơi tía. Cái gì mà mình giấu diêm á. Công nhận sướng thì. Ăn ngon. Nè. Trong nhà này không có gì bí mật nha. Hai người đang nói lén tôi đó phải không? Đâu có đâu. Tía ăn cơm đi tía. Trời ơi không ăn cơm đi đâu nữa. Đi làm cái công việc không ai thay thế được. Ghét tôi luôn. Con. Dạ. Tía con bộ ông bệnh gì dữ lắm hay là ông đau thận mà ông đi trong đó hoài vậy con? Thôi má ơi, má để ý làm chi ba cái chuyện giặt giảnh đó. Mình chỉ để ý cái hậu bao của họ là được rồi. Tuyệt vời. Trời ơi, cha già biến thái. Nè, vô đây hỏi coi. Trong toilet có gì trọng mà tuyệt vời hả? Trong toilet có cái vòi nước chứ có cái gì. Hỏi lặng nhắc. Định đi làm cái chuyện không ai thay thế được nữa phải không? Yes sir. Coi chồng con đi ra ngoài làm cái gì vậy? Má vô trong toilet má rình giùm con đi. Trời ơi, quỷ này chồng mẹ trong toilet biểu tao rình. Ê, con quên. Để con. Biết rồi, mùi đầy hết trơn nè mày ơi. Cái bể rồi tía ơi. Nhéo đầu la. Ừ, bây giờ nhéo thêm nè. Thằng ông mà la gì quỉnh. Nè, tại sao hai người lén lút ra sao? Để tự do uống rượu.
chủ à. Qua mặt chúng ta vi phạm vào quy gia. Tôi quy định cho ông mỗi tháng chỉ hai lần được nhậu. Tại sao dám qua mặt tôi? Ủa, ông muốn chết phải không? Bà ơi, đâu có nhiều nhỏi gì, cũng đâu hao tốn tới tiền lương đâu. Dạ, tại thi ăn 30 trứng hột vịt lộn rồi nên vợ bụng mới bị trương hơi. Tôi nói chơi không, buồn vui gì không cũng nước không có được nhậu. Và nói còn không nghe, tuổi trẻ làm sao nghe. Nó tưởng không đau chứ. Sức chịu nổi ơi. Đi điên hả? Tôi tính là ăn chút xíu. Này nè, tí ăn hột vịt lộn bị trương hơi, còn anh, anh có ăn đâu mà cũng bị trương hơi hả? Anh không ăn mà anh dạ à, con thứ gà chết có nhà không? Nhà có khách ơi, nhà có khách. Cái gì để rồi đây chờ đợi hoài vậy trời? Dạ con thứ gà chết đâu rồi? À, làm ăn gì vậy hả? Dạ con thứ gà chết đâu? À, ơi phải nhà này nhà cho con tư gà chết không? Không thấy ai đâu hả? À, ba có chuyện gì vậy chú? Ai đây? À, vợ hay khờ phải không? Dạ. Chú nói cho con nhiều lần rồi, cái nickname của chú là Nít Lâm mà mày cứ kêu Lâm Lâm hoài làm sao hả? Nít Lâm là gì chú? 5 lít. Ừ. Vậy là chú uống tới 5 lít dữ vậy đó hả? 5 xị là tao còn đứt cơ chứ làm gì tới 5 lít xe là gọi đây. Vô nói chuyện với cha con thư gài chết rồi. Làm ăn cái gì sống nhăn mày đi qua bên kia coi. Hả? Trời ơi. À. Sai quá rồi về ngủ đi. Bữa nay đâu tới ngày đâu mà qua đây. Ai nói với chị là tôi sai. Dứt khoát là bữa nay là phải có cái ngày nhậu ở đây nè. Dạo này là phải có cái ngày nhậu. Cha con anh nè. Làm ăn sống nhăn à. Làm tôi hẹn tôi chờ rồi ngoài quán của bà tư ú chờ rồi coi như nắng chang chang ở trên ở trọi. Vậy mà nói tủ phùng tri kỷ, trời đất ơi. Chị nói không có nhậu hả chị Tư? Không có nhậu mà hột vịt lộn nè, rượu nè. Rồi, thế ông quá đáng, hai cha con quá đáng. Chơi như vậy là chơi không đẹp. Chơi như vậy là chơi không phải anh em, không phải tri kỷ. Thấy không? Tội quá hai cha con anh. Phạt. Tôi uống nè. Nụ của tao á. Trời ơi, chú Năm ơi là chú Năm. Không có tiền, không có bạc mà tối ngày ăn nhậu hoài hả? Đó, chị tối ngày cứ là tiền với bạc. Bởi nói phụ nữ là cái bếp núc ở nhà. Hỏi chị sáng nay hai cha con tư gà chết đi làm về đưa cho chị bao nhiêu tiền? Chị nhớ một lần. Bao nhiêu nói cho tôi nghe. Rồi 70. Vậy chắc tôi cười chết quá. Trời ơi, bởi chị không có biết gì chân. Cha con bữa nay đi làm ở trong nhà máy ăn cá độ. Cá độ mấy trăm ngàn. Hẹn tôi ra quán bà tư uống nhậu. Tôi chờ nắng chăng chăng không thấy mặt mày cha con. Bởi chơi như vậy mà nói là tử phùng tri kỷ thiên bơi thổ phạt á. Ra chưa đi. Ra. Tôi phạt tôi đi. Không được. Đối xử với nhau như vậy không phải là tình bạn bè. Chỉ cốt mà đúng không? Nhậu có nhau, lúc ăn cá độ cũng có nhau. Tại sao lúc nhậu... Cái ghế lên đầu là mày cười hoài luôn. Một cái ghế đập lên đầu là mày cười hoài luôn. Gì ghế thì đâu, quán nhậu gì đâu, làm gì hai gia đình gì căng thẳng vậy? Không nhậu chỗ này tôi nhậu chỗ khác cái gì đâu. Anh hẹn với tôi thôi mà. Làm gì quá đáng hả? Gì căng thẳng mà. Tia sao tia? Quay ra sao? Dòng ngõ sao? Dòng ngõ ngõ sao biến liền giọt đi. Sao đi đứng lại? Tia ơi, bị kẹt hẻm cục rồi. Thẳng bước thẳng. Bên phải, quẹo. Xong đi nữa tia. Dạ. Giờ ai? Giờ em đã là giờ người ta. Trời ơi. Giờ tao nữa. Chặng đường luôn hết đi được. Sao giờ tía? Không phải giờ tao. Cứng rắn lên. Bên giờ giờ ai? Giờ ai? Giờ em đã là giờ người tôi. Giấu tiền rồi nữa ha. Ngon. Ngon ha.
giấu tiền riêng ha, giấu tiền riêng để nuôi con ảo. Đâu đâu đâu, nương nào đâu, đâu nương nào đâu. Tiền ở đâu mà có? Tiền cá. Đồ, cá độ. Đồ gì? Tí ăn ba chục hộp thịt lộn rồi được một trăm gãy. Còn anh? Anh giật lộn với thằng kia vì bị đứt hết bóng á, được ba cà cà cà. Hả? 300 hả? 200 gãy. Sao mà ba rồi 200 gãy là sao? 50.000 bị bẻ cò. Nói tóm lại là hai người được bao nhiêu? 450. Ông muốn ra coi tôi ông muốn chết bây giờ hả? Ông muốn chết hay sao mà ông nuốt tới 30 hộp thịt lộn hả? Ráng nuốt kiếm tiền tôi mình sợ. Còn anh nữa, ông muốn giật phổi hay sao mà đánh lộn với người ta vậy? Muốn kiếm thêm lo gia đình. Tiền đâu rồi? Đâu? Tiền đâu rồi tiếp? À, mất tiền rồi. Ông ơi, ông có tin tiền mất không ông? Tin, bà làm tôi sợ quá. Trời ơi, tức chết đi được. Sống với một người chồng như thế này giả dối vậy nè, giấu tiền riêng để mà nuôi ghệ nhí nè. Quá bà sợ ơi. Chúng ta tôi đập đầu tôi chết chứ không sống với anh nữa. Tôi đập đầu tôi chết đây nè, vô cái giường này. Quá. Bà xã ơi, anh nào phải đâu là kẻ lọc lừa đi ngoài, giả vô đi ngoài, chứng có cao xanh, có trời, có Phật, thổ địa, thần linh, ông bà chân gia. Quỷ gia làm gì vậy? Nó tụng thì mình sám hối thôi chứ. Trời ơi, đổ lỗ tai ta. Chừng giam cho lòng anh thiệt thà ngay thẳng, chẳng giấu tiền riêng đem tài xã lan, mà anh chỉ len ma vợ và em lấy tiền cá đồ của anh và tía mà đem vô dưới. Đâu? Dưới đích ông thần tài. Trời ơi, trời ơi, quá trời gan rồi ha, gan quá rồi. Ba trăm nãy con đưa má anh cha 140 nữa là 440, còn 10.000 hồi nãy. Uống nước mía. Tiếc lắm mấy ông nè, cất lại đi. Cất lại đi. Bà cất tiền rồi nha. Cất tiền đâu phải yên đâu. Ông già cái đầu nè, không có làm gương còn xúi con rể làm bậy. Không có nói nhiều. Cơm chiều nay cắt, tối nay ngủ trong nhà cắt, hai người ra ngoài đường ngủ chung với muội đi. Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường về điệp cùng lang chung bước. Ôi tiếng mõ hồi chuông từ đâu vọng đến, cuối nẻo đường đi đôi bóng hẹn mùa thi, lang khóc đời người đi. Anh ơi, lần cuối gặp nhau lang kẻ nói thương mãi nghe anh, em yêu anh chân thành, nếu duyên không thành điệp ơi lang cắt ta. Không thay đổi cách quản lý. Yes, ole, yes, ole. Gán người sao hôm nay vẫn que vậy ta? Đi qua gốc cây kia đứng rồi cho nó thoáng, dễ làm ăn hơn. Qua bên gốc cây làm ăn gì đó? Chị đang chờ khách phải không? Khách nào chờ? Đang đi chờ đi khách đúng không? Bên kia kìa, bên kia có người. Ý mày nói tao làm gái đó hả? Ờ. Mày giờ tao tư cách gì mày nói tao làm gái hả mày? Biết mày. Ủa không phải hả? Tao đứng không mát được không? Ủa nói vậy là người thường hả? Người thường. Mấy mua một con tờ giấy số ủng hộ con. Không có tiền mua, biết. Sợ trời. Sao không đi đi ba? Mày lại mày đứng trước mặt tao hoài vậy? Dòm gì hả? Nãy giờ dòm gì hả? Mày đuôi hả? Mày thấy tao dòm hả? Dòm nhà này hả? Cái cọ gì nữa? Làm gì?
Hỏi chi vậy? Biết rồi. Vậy chị là thám tử phải không? Thám tử thường thôi. Trời ơi. Ủa gì chứ thám gì? Tao là thâm hiểm. Thám hiểm. Thám hiểm hả? Thám hiểm em biết. Thám hiểm nè. Thám là do thám đúng không? Đúng. Hiểm là mấy cái chỗ hiểm đúng không? Do thám mấy cái chỗ hiểm đúng không? Trước khi tao do thám mấy chỗ hiểm căn nhà này, tao biết cái chỗ hiểm mày lâu, tao đánh mày liền. Mày điên hả? Mày ngu vừa phải thôi. Thám ở đây là do thám, còn hiểm đây là nguy hiểm. Tao nhìn cái căn nhà này để ra coi cái chỗ nào nguy hiểm hay là không nguy hiểm đó, biết chưa? Ngu. Ê, chị Loan phải không? Còn thiếu phải chỉa mặt như mày. Chị Loan phải không? Tao là Loan, tại sao mày biết tao? Em nè, tèo vé số nè. Tèo nào? Tèo vé số em anh Tí nè. Tao biết tèo nào hết. Anh Tí bạn Tư Hô á. Tao biết Tư Hô tụi nào á. Tư Hô là em của Sáu Súng á. Tao biết Sáu Súng là thằng Sáu nào hết á. Tư Đăng Cưa đó biết không? Tư Đăng Cưa tao biết. Nhưng mà tụi bay tao không biết, tại giờ mày đem kể nguyên cái dòng họ mày, tao chỉ biết cái thằng Tư Đăng Cưa thôi. Hôm bữa em ngồi nhậu với chị chứ quên rồi. Tao nhậu với mày. Em ngồi nhậu với chị bên quán Ba Mập đó. Trời ơi, chị uống xỉn vô chị cắn em quá, chị cắn luôn. À, mày là thằng nhỏ bán vé số mà mày nhậu sai xỉn rồi mày cởi đồ ra, tao thấy mày mặt trắng bóc nữa, tao gọi tao cắn cái tay mày cái gì. Trời ơi, bà cắn quá, bữa sau đi chích ngừa luôn á, thiệt cắn. Mày làm cái gì tao có gì đó. Nè, vậy là tao với mày là bạn đồng nghĩa rồi không? Trời ơi, ông trời vòng vòng ha. Rảnh bữa nào đi nhậu với mày. Mày, ra ngoài. Mày, thằng nào nè. Bây giờ chỗ bạn bè đồng nghiệp với nhau. À. Tao tâm sự mày một chuyện này rất là quan trọng. Trời ơi, em có tư cách tâm sự với chị luôn hả? Bây giờ mày muốn có tiền không? Trời ơi, tiền ai không muốn. Hợp tác làm ăn với nhau đi, sẽ có tiền tao với mày chia đôi. Làm gì ngon lành dữ vậy? Ăn cơm hả? Cơm bà nội mày chứ cơm. Ăn gì? Gì? Ăn trộm hả? Ăn trộm nè. Mày, ăn trộm nè. Mày muốn chết không hả? Điên hả? Chị... Mày la lên cho công an chồng lầu táo mày hả? Trời ơi chị. Trời ơi chị nói cho em xanh mặt luôn á chị. Tự đi làm nghề ăn trộm với chị. Chứ bây giờ làm nghề gì giờ? Cái gì? Ủa hồi đợt em thấy chị đâu có tệ lậu gì đâu. Quay. Hey. Hey. Vé số của mày bỏ đi vậy hả? Hey. Hey. Mày. Em xin lỗi chị. Em nhìn chị em tưởng con ma mắt thăm. Con mắt của chị thấy ghê quá vậy chị. Mày thức 3 ngày 3 đêm mày canh cái nhà này đi. Rồi mày không ngủ thử coi mày có thăm quần như tao không. Ủa chị canh cái nhà này là để chị hành nghề hả? Hành nghề ăn trộm. Tao canh rồi, chủ nhà này là đúng 3 giờ sáng mới về. Cho nên đúng 3 ngày 3 đêm cái giờ giấc vẫn y chang vậy. Tao quyết định ngày hôm nay tao đột nhập. Ủa chị, nhưng mà hồi lúc mà nhậu là em nghe nói là chị nhà chị giàu khá giả lắm, mà sao tưởng ra nông nổi này dữ vậy? Ở dưới lại nói nghe nha, cái này em đối với chân thành luôn nha. Nói đi. Ăn trộm đúng không? Thì người ta bận đồ đen đi, bận đồ tối đi, nhìn nó không có ra. Bận cái gì đâu ăn trộm, bận đồ sặc sỡ vậy? Bởi vì mày ngu lắm. Tâm lý người ta thường thường mà thấy ăn trộm á là ăn mặc gọi là giống như là gian vậy đó. Lúc nào cũng tối hù, lúc nào tối hù. Tao mặc đồ sang vậy nè, đố cha ai nói tao ăn trộm. Thậm chí nãy mày tưởng là làm gái nữa mà. Ờ đúng rồi. Ờ hồi nãy em tưởng chị là mấy con gơ mà dạng như loại 2 loại 3, gơ sủ và gơ giạc về mấy cái vùng quê á. Tao giạc chị... mỏ mày à, tao giạc mỏ mày à, nghe chưa? Không, chị có sao? Bây giờ vậy nè, ngoài cái nghề mà tao đi ăn trộm ra, giờ tao hết vốn rồi mà tao không biết nghề nào hết. Nếu mày giúp tao thì mày có tiền, mày không giúp tao thôi mày im lặng đi, mày để tao hành động. Bởi vì tao nói mày nghe cái cuộc đời tao nó vô cùng bất hạnh. Ủa sao vậy chị? Mày muốn nghe cuộc đời của tao không? Không. Không thì thôi. Nói giỡn á, muốn nghe lắm. Kiếm chỗ đi, kể cái cuộc đời tao cho mày nghe. Cuộc đời của tao nó dài lắm mày ơi. Bây giờ kiếm chỗ nào để mình anh chị em mình ngồi tâm sự đi. Kiếm chỗ nào đây? Ờ ngồi đây đi. Ờ ngồi đây. Dạ. Nhổ ra được không? Nhổ giùm tao. Nhổ này, theo em là nhổ vậy nè. Chịu đau nha. Rồi chị em mình đi. Mày hết chỗ rồi, mày lựa ngay cái cột như vậy mà biểu mình ngồi tâm sự đâu. Đừng ngồi ngay giữa đâu, biết đâu nó sọt tôi đau quá. Giờ tâm sự đi, nói nghe đi. Kể mày nghe. Ừ. Ngày xưa. À. Tao là một nữ tỷ phú. Nữ tỷ phú. Giàu có nhất vùng.
Em nghe mấy ảnh nói hồi đó chị giàu lắm. Tiền xài như nước, buồn quá không biết làm gì. Đi qua Campuchia đánh bài. Ôi, có điều kiện vậy ta? Tao qua bên Campuchia, tao mới vừa bước chân vô Campuchia, người ta coi tao như là nữ hoàng. Nữ hoàng? Nước dân tận hồng. Trời ơi, ăn dân tận hồng. Để tay ra một cái thôi là lao tay cho tao. Tao buồn buồn có người ru tao ngủ, tao nực có người quạt tao, tao muốn đi có người ẩm tao đi. Tao giống như một bà hoàng của nữ xứ Campuchia. Trời ơi chị, tả giống như là chị bị liệt rồi, mấy người ta lo cho chị vậy. Mày khùng quá, ý là tao già quá đó. Già quá. Tao cứ cầm tiền nó quăng, tao xẹt. Đến một ngày nọ tao cầm tiền nó xẹt. Tao không còn thấy cái gì, tao xẹt nữa. Thế là tao tuột hết. Tuột cái gì? Một vàng đi bán. Tao tuột vàng tao đi bán, thua quá mà. Càng đánh tao càng thua, rồi cuối cùng tao quyết định tao trở về Việt Nam, tao bán hết tất cả tài sản, tao gom tiền, gom bạc, tao qua Campuchia. Tao làm một cú chót. Mày ơi, một cú chót. Em biết cú này chị thắng tại vì ông một trời. Một cú chót. Bất công dài hơn. Một cái bạc. Ừ. Đi luôn. Ôi, con chị không có hậu luôn hả chị? Thế là từ đó, tao trở thành trắng tay. Ngày hôm nay tao quyết định tao quất một cú ăn trộm để tao đổi đời mày à. Bây giờ mày có giúp tao không? Em nói thiệt với chị, ba mẹ em dạy ăn trộm là xấu, nhưng mà nghe cái câu chuyện này của chị, em thấy ông trời bất công quá. Bài mà làm cái gì mà chị phải phá sản hết đúng không? Tao đâu có giết người cướp của đúng đâu. Rồi chỉ là mê cờ bạc thôi. Ừ. Em giúp chị. Mày giúp tao phải không? Em giúp chị. Được, bây giờ mình đi vô ăn trộm. Vô ăn trộm đúng không? Ờ. Chị cho em theo chị đi. Em muốn vô nhóm của chị. Chị đón nhận em. Dạ. Bắt đầu đi em. Rồi. Chìa khóa đâu? Chìa khóa nhà đâu? Nếu tao là chìa khóa, tao là chủ nhà rồi. Tao cần gì phải trèo vô? Chìa khóa nhà hả? Không có chìa khóa. Yên tâm, 1 phút 30 giây. Chìa khóa nhà này ở đâu mày có? Hồi nãy chị nói chủ nhà ở mình đúng không? Đúng rồi. Người ta ở một mình, người ta làm biến đem cái chùm chìa khóa này theo lắm. Thứ nhất nó nặng. Ừ. Thứ hai lỡ để quên cái là ở ngoài đường luôn. Thường thường người ta giấu ngay mấy cái gốc cây nè, gốc cây bự nè, dưới đất nè, hành lang nè, hàng rào. Hôm bữa em lấy cái số em đi ngang qua thấy ông bỏ vậy nè. Mày thông minh quá, bây giờ đi vô nhà hốt hết tất cả cho tao. Hành động luôn đúng không? Action. Vô. Rợn rợn mày ơi. Sao vậy? Sao nhà âm u quá, tao hù không thấy gì hết. Trời, bà rảnh quá luôn á. Tao nói thiệt mà. Gỡ mắt kiến ra. Đèn mắt kiến đèn hỏi sao nó không tối. Bây giờ tao thấy nó tối tối á. Trời ơi. Ê. Gì? Nhà rộng lớn quá, bây giờ mình phải chia nhau ra để mình hốt của thôi. Bây giờ tao ở đây, mày lục hết tất cả các phòng, có bao nhiêu cái mày đem hết cho tao. Lẹ lên. Rồi. Nhà rộng quá. Hốt được rồi mày ơi. Vô mánh chị ơi, vô mánh chị ơi. Vô mánh chị ơi. Bởi vì tao nói với mày giàu lắm mà. Trời ơi chị ơi. Nè. Nè. Trời ơi. Vàng. Đây nè, đấy có vàng luôn. Vàng. Cái rổ màu vàng nè. Không sọt. Không có. Đây nè, có giá hủ tiếu nữa. Đó. Chị em mình lên hương rồi. Còn cái gì nữa không? Còn. Lấy lẹ lên. Đây nè chị ơi. Không phải lên hương chứ là cái gì. Ngon lành cái. Đây. Không. Vàng không sợ kìa. Từ, có hết. Ê. Nè. Còn nữa không? Con, trời ơi sao không còn. Quá trời quá. Của cải. Của cải kìa. Hết. Còn thùng luôn á. Ngon lành chưa? Mày đi vô trong mày lục một thùng nồi niêu xôm chảo ra. Mày đội trên đầu tao mày đội xuống như vậy nè. Mày để mục đích mày làm cái gì hả? Làm cái gì? Về mở tiệm ăn, nấu cơm sườn, bán hủ tiếu đâu. Tiền đâu mà mở tiệm ăn? Đánh bài, có hộ bài hôm nay nè. Mày điên hả? Sạc chuyện gì bài bạc. Rồi bây giờ mày đĩa tao đánh bài nữa hả? Nói chuyện hả? Mày lại cái gì hả?
tao biểu mày đi vô trong mấy cái phòng đó, mày lục mấy cái tủ ra. Mày không lục cái tủ ra mà tại sao mày xuống dưới nhà bếp mày lục nồi niêu xoong chả ra làm cái gì? Chị em nói chị nghe nè, em kiếm hết rồi, có cái gì ra là em lấy hết, chứ em đâu có biết cái gì đâu chị. Mày lục hết tất cả cái phòng chưa? Em lục hết rồi, không có đúng một cái nhiêu đây đồ thôi hả? Không có củ cải vàng mà một đồng bạc nào trong đó hả? Không có. Không có củ quý gì luôn? Không có. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao vậy? Ê, chẳng lẽ bây giờ giang hồ đồn là đồn đúng sao ta? Giang hồ đồn cái gì? Giang hồ nói tao không tin mà bây giờ tao tin rồi nè. Đồn cái gì? Giang hồ nói là ngoại thất thì già hoành tráng, mà nội thất thì nghèo choáng váng. Trời ơi, thiệt cái hả? Thiệt luôn. Chà, sao kỳ vậy ta? Vậy giờ sao chị tính sao? Giờ tính sao giờ? Bây giờ ráng. Có tiếng động. Chị ơi, chị ơi. Em nói thiệt chị, bây giờ sao chị? Gặp cái chủ nhà về phải không? Chị ơi, chị ơi, chị đừng có tự tử, có gì mình năn nỉ người ta cho mình về được mà chị. Tao nói mày nghe, đi rồi đi. Hồi nãy mình vô cửa nào giờ mình ra cửa đó, đi lẹ lên. Cửa hồi nãy bây giờ chủ nhà vô rồi, bây giờ sao mà ra? Đi vô cửa sau. Chở hoài em rồi gì biết cửa sau. Vậy bây giờ sao giờ? Bây giờ kiểu cách nào đi trốn hay là cái gì đi? Đi. Nhào vô đi. Chị giỡn hoài. Anh chở chị ơi. Ê, sao không bình thường chứ chị? Action. Nói cho người ta hiểu với. Tụi tao lặng cướp. Mày nhúc nhích là tao giết mày chết. Nói. Ê, tụi tôi là tụi con là ăn cướp. Bây giờ chú không có tiền cho tao thì tao giết chú á. Chị là ăn cướp hả? Ăn cướp. Trước khi mà chị muốn đâm tôi thì tôi chỉ chị. Tao đâm thiệt à? Chị đâm chỗ nào? Tao đâm chỗ này hả? Đâm đây hả? Đâm đây cơ không à, không có máu nhiều. Trời ơi. Chúng ta nè, tim nè, đâm vô đây một cái là tim ngừng đập mà máu sẽ tuôn ra. Nhưng mà chỗ này tim nhưng mà máu nó cũng ít. Đâm chỗ này nè, ngay cái mạch máu lớn nè. Đâm vô một cái ha, xịt ra như cái vòi rồng luôn. Đâm vô. Tao đâm thiệt à. Mày khùng hả? Tôi không có khùng. Mày điên hả? Tôi không có điên. Mày không điên sao mắt ký của tao? Tôi không muốn nhìn cuộc đời này nữa. Giết tôi đi. Trời. Giết tôi đi. Đâm tôi đi. Nếu các người không giết tôi sẽ tự giận. Ê, đừng. Tao sẽ tự giận. Tôi lấy cái này tôi sẽ đâm cho trong người tôi. Giết tôi đi. Giết tôi đi. Giết tôi đi. Tôi lại chạy. Giết tôi đi. Chết cha rồi sao đây mày? Bây giờ mình chỉ có hai phương án, một là giết ông thiệt, hai là chị em mình chạy thôi chị. Tôi là một kẻ phá sản. Hả? Tôi đánh bạc. Hả? Tôi thua hết tài sản trong nhà tôi. Trời ơi. Cha mẹ tôi dứt tôi ra đường. Tôi sống như một con chó ghẻ. Giết tôi đây. Tao cũng là đồng nghiệp của mày nè. Tao là một nữ tỷ phú. Tao đánh bài, tao phá sản. Bây giờ tao không còn đồng bạc nào hết. Tao và mày là đồng nghiệp, cho nên mày đừng chết. Đứng lên, nào. Chúng ta cùng nhau dìu nhau. Đồng nghiệp. Mày cũng đánh bài. Mày trời, phá sản. Như vậy là Ngu Lan chức nữ đã gặp nhau. Một cặp tiên đồng ngọc nữ. Trai tài gái sắc. Giờ ta chăn con chi, tay chăn tay mà thôi. Đời bạc gian sao lắm phú phàng. Ngồi trước tấm gương sáng rồi vào đó mới thấy ân phát hoàn toàn không nhận ra. Ta mang bao tội lỗi lên thân ta giờ đây. Kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi. Người ơi ta đâu có chi. Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen. Vâng, xin cảm ơn hai bạn. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn hai bạn.
Hai nhà tới đây. Trời đất ơi ông nội, làm nãy giờ Minh Họa mệt chết luôn hả? Mày làm gì vậy hả? Mày làm gì tự nhiên mày hát như vậy? Tụi tao Minh Họa vậy? Không có đâu, tại thấy vô hoàn cảnh câu chuyện quá con mới em mới hát chứ bộ. Thì tụi tao là đồng nghiệp với nhau mà. Thôi mệt quá, đi mệt đi. Ê hả? Nghe nè. Gì? Đồng nghiệp. Khoan, để bắt ông này vô cái đã. Vô đây ngồi. Tại sao mà mày thuộc bài đó? Ờ. Ai cũng có nỗi buồn mà. Chú có nỗi buồn của chú đúng không? Đúng rồi. Chị có nỗi buồn của chị. Đúng rồi. Em có nỗi đau của em. Mày đau làm sao? Cuộc sống em nó không có gì gọi là khó khăn. Nó không có gì gọi là cú sốc của con cuộc đời hết. Năm năm tuổi lúc còn nhỏ là mẹ em theo trai. Trời ơi. 6 tuổi thì ba em lấy vợ bé. Họ coi như một cái bánh. Đã qua đã lại. Em phải lăn lộn ra đường kiếm cơm. Anh chị có hiểu không? Anh chị có ai thông cảm được cho em không? I see. Anh không bao giờ thông cảm được cho em. I know. Anh không phải như em đâu, anh hiểu. I know. Chị có hiểu được cho em không? Nỗi đau này ai hiểu được cho tôi? I think so. Nói thật chứ chú đâu muốn cái cuộc sống mà nó khổ sở như vậy. Em không sống ba mẹ nữa. Yeah. Em lăn lộn ra đường. Oh. Em gia nhập vào liên minh quyền thoại. Một ngày anh biết em bán giấy số bao nhiêu là đưa cho liên minh hết. Mà thằng liên minh nằm khốn nạn ác bắt mày đưa tiền đó vậy. Game điện tử. Em chơi suốt chị. Tức cái là em còn bị hack nữa. Chị cũng là quân đội. Chị thấy cuộc đời em nó bất công với em chưa? Nó chơi game không mà nó cuộc đời bất công với nó. Thôi chuyện mày cũng buồn cỡ như chuyện tao. Cũng từ bài bạc mà ra. Anh cũng vậy phải không? Nhà cửa vậy rồi tan quan hết vì bài bạc phải không? Nãy vô anh trộm đâu có đồng bạc nào trong nhà của anh đâu. Sao còn cái nhà anh không bán đi để trả nợ cho người ta? Tôi không thể nào bán được. Phải sao bán vậy? Được thôi, bộ cái nhà anh cầm rồi hả? Anh cầm rồi anh chuột ra bán cũng được vậy. Ừ. Tôi không cầm. Không cầm thì bán đi. Ừ. Tôi không bán được. Tại sao không bán? Trời. Bạn ơi. Ôi trời ơi bạn ơi. Đúng nghe rồi. Nghe. Tôi xin nói sự thật. Nói đi. Tôi cũng là ăn trộm. Về được chưa? Mình về đi. Tụi mình về đi uống ra ngoài uống nước mía rồi nói chuyện chơi chứ. Vô nhà ta ba đứa ăn trộm ngồi nói chuyện tào lao. Đi. Về. Cha có người đột nhập vô cái nhà bình tĩnh, bình tĩnh, tất cả bình tĩnh. 2, 3. Thằng công! Nó lại! Đè xuống! Đã nói từ từ. Có đâm thì đâm ngay đây nè. Đâm chỗ khác má công tôi dậy tôi mệt lắm. Đâm đây chết liền. Đâm đây máu phun ra cái dồi. Ừ. Dính hết đôi mặt bà. Ô, ấy cái câu này nghe quen quen nha. Quen dữ ta. Tôi hiểu chiến hữu là ai rồi. Nhìn mặt là tôi biết đã thất bại trong cuộc đời. Vì sao thất bại? Vì sao? Vì cờ bạc. Hả? Đánh đề. Hả? Đua chó. Hả? Đá gà. Hả? Đá cá. Hả? Trời châu. Tại sao mấy người coi thường tôi vậy? Định kể từng tội của tôi ra. Tất cả những cái gì mấy người vừa kể tôi đều chơi hết rồi. Trời ơi, cả nội là sư tổ tụi mình rồi. Nhưng mà nó chưa đủ cho nên ngày hôm nay tôi phải đi đến đây, tôi muốn tự sát. Thôi đừng có tự sát. Căn nhà này bây giờ không còn cái gì mà có giá trị hết. Đúng rồi. Nó chỉ còn có 4 bức tường. Chẳng lẽ đập ra lấy xà bằng để mà bán hả? Đúng vậy. Bây giờ dây đi theo tụi tôi. Tìm đối tác khác. Mình chuồn vô, mình phối hợp để mình kiếm được con mồi ngon lành. Lúc đó mình chia tiền, mình tha hồ, sống với lại cái sở thích của mình. Đây, thôi đi. Nãy giờ các người tưởng tôi là ai? Ăn trộm. Không, tôi không phải là ăn trộm. Chứ là gì? Tôi là chủ nhà. I love you. I love you too. I miss you. Me too. Ôi đẹp quá. Cách nửa vòng trái đất vậy đó mà nói lời yêu thương như sát bên nách vậy. Trời ơi. Ôi cũng được. Từng tuổi ơi. Ơi. Mi ơi, Mi ơi, tới rồi, lẹ, tới giờ đi nhảy đầm rồi, lẹ. Nhanh, đang chát với ảnh.
Cái gì? Chát với ảnh. Trời, đang chát hả? Ừ, đẹp trai ghê không? Avatar của ảnh nè. Nhìn giống khỉ quá ha. Khỉ gì? Mệt quá. Nè, thấy không? Nhìn kỹ coi, đen đen nè, nhìn y như khỉ đột vậy đó. Bậy, người ta mặn mồi vậy là giống Tinh Tinh chứ. Ôi trời ơi, bà làm tôi liễu hoài thiệt. Xuất sắc, xuất sắc. Chết rồi. Ê, ê, ê. Gì? Trời ơi, sao bình thường á, toàn là I love you, I miss you không mà. Chỉ lại hả, dữ lắm là một hai câu, sao bây giờ sổ nguyên một tràng nên là chết rồi. Không, không có biết tiếng Anh, sao vết. Ê, nó nghe nè, bà là bà quen ổng cũng lâu lắm rồi đúng không? Ờ, Rồi hai người giao tiếp với nhau bằng cách gì mà giờ nói không hiểu là sao? I love you, I miss you thôi à. Là lần nào nói cũng I love you, I miss you vậy thôi hả? Vậy mà yêu. Trời đất ơi, là ổng nói gì kệ ổng. Bà cứ I love you. Ừ. Rồi I miss you. Ừ. Rồi ổng trả lời gì kệ ổng. Không, ổng cũng trả lời là I love you, I miss you luôn. Vậy mà yêu, yêu mà yêu đậm đà rồi đó. Đậm luôn rồi hả? Chuyến này ổng về Việt Nam là coi như là cưới liền. Không thể tách rời luôn. Không thể nào cách tách rời được. Trời đó trời. Mà sao tự nhiên hôm nay sổ mà một cái gì mà dài quá chết rồi. Trời rối quá. Dịch ra. À, lấy kim tự điển. Kim tự điển để đâu? Ở chỗ cái chữ mà I love you đó thấy không? Ôi, thì ghê quá má ơi. Trời ơi, honey, viết cái gì mà dài quá. Đây, tôi dịch ra cho. Cái chữ gì nè? Police. Police. À, cảnh sát. Chữ cảnh đó sát. Cảnh sát đúng rồi. Trời ơi, đổi nghề rồi. Làm nghề cảnh sát, cái nghề rất là cao quý, được mọi người tôn thờ, đi bắt mọi người. Thích không có, ông đang bị cảnh sát bắt. Sao, có dịch lộn không vậy? Không nè, đúng bà nội, đúng nha. Sao làm gì mà bị cảnh sát bắt vậy? Sao bị cảnh sát bắt vậy? Trời ơi, chết rồi, bây giờ có hình chụp gì không để mà kiểm tra coi là ảnh đang ở bị nhốt ở đâu đi nè. Có cái hình ông gửi từ trong tù, ông gửi ra không? Trời ơi, không có. Này, tôi coi cho bà. Trời ơi, chết rồi, trời ơi, bây giờ phải mua giấy máy bay liền, bây giờ qua thăm nuôi liền, chứ gì là chết rồi. Bà đi đâu? Đi qua bên Châu Phi đi thăm nuôi. Bà qua Châu Phi mà bà muốn đi Vũng Tàu đi Nha Trang đi bà. Cái đó mà phải xin visa, vậy là có visa mới đi được. Trời ơi, mà xin được visa là hốt xác ổng về luôn chứ thăm nuôi cái gì nữa. Mà phải xin visa người ta cấp mà mới đi được chứ, mắc cười. Giờ làm sao mà coi ảnh bị tội gì mà bị bắt vậy? Bị tội gì bị bắt đúng không? Để tôi coi lại nè, đâu rồi. Bà bấm đi, đây tôi bấm cho nhanh nha nè. Câu này dài quá. Chết rồi, dài quá. Rồi nè. Bị tội gì? Ai bị bắt? Biết rồi. Kim cương, bắt kim cương. À, tôi hiểu rồi, tức là đem kim cương về đây mà nhiều quá rồi bị bắt lại để mà kiểm tra đúng không? Phải không? Trời ơi, chuyến này hốt một mớ nữa rồi, đã quá. Buôn lậu kim cương. Hả? Ông buôn lậu kim cương bị bắt hả? Bị bắt quan. Nãy ông nói là ai bị bắt quan, tưởng đâu là buôn lậu kim cương. Trời, hiểu không? Ơi, bà thiệt tình á. Nhưng mà đây nè con nè, ai không sao hẹn du ở Việt Nam vào Noel gặp nhau. Ê, tính ra ông giàu lắm đúng không? Tỷ phú Việt Nam nhưng mà là triệu phú ở bên nước ngoài. Ê, nó nghe nè, bây giờ bà hỏi ông coi ông có em trai hay là con trai gì không? Gì vậy chi vậy? Giới thiệu cho tôi đi. Gì vậy? Mặt bà già chát cho bà tính làm mà con dâu của tôi hả? Thôi là bạn cũng được nữa, giới thiệu cho tôi đi. Gì? Tại vì giàu quá thì bạn bè chơi chung với nhau chắc là phải giàu chung, hiểu trời không? Ơi, nhà có kiến sôi không vậy? Cái mặt già gì mà ai mà chịu lấy, thôi đi. Tôi nhỏ tuổi hơn bà đó bà chị. Nhưng mà bà xấu hơn tôi, bà già hơn tôi. Trời, tại bà sửa thôi, tôi là tôi nét đẹp tự nhiên. Thôi tự nhiên mà già, thà là xấu, thà là đẹp nhân tạo đỡ hơn xấu tự nhiên mà, hiểu không? Trời ơi, thôi mệt quá đi, bây giờ ông giới thiệu thôi, đồ ích kỷ. Kỷ gì đi, sửa thẩm mỹ cho nó đẹp đi, không chịu. Lì lợn. Rồi, lẹ anh đi, giờ đi thay đồ đi, rồi đi. Để vô thay đồ. Lẹ anh đi. Má sao bỏ lẹ không khói gì vậy? Đừng có nói cái chuyện mà tôi cặp với tay nghe chưa? Biết rồi. À, con gái. Trời ơi. Dạ, con chào gì? Dạ, con chào bác. Dạ, con thưa ngoại. Cười gì? Sướng quá, cười. Đi qua đây. Con trai qua ngoại biểu. Dạ, con là ngoại. Dạ, con ngoại biểu. Ngoại, con có ít trái cây gửi ngoại với bác ăn để thảo với con à. Ừ, cảm ơn con. Để đây đi, rồi hồi tao cúng mày luôn. Dạ. Đây mày nghỉ, mày nhìn sao mày ra là tao ngoại mày vậy mày, hả? Dạ, con nhìn cũng kỹ lắm mà, con thấy cái sắc đẹp của ngoại nó cũng còn tươi lắm. Ừ. Dạ, ngoại năm nay 60 chưa ngoại? Nè. Dạ. Nói
cho cậu biết hay chưa, tôi là bạn của con mẹ này. Ủa, ngoại có tuổi hả bà đó? Ngoại là bạn của bác. Anh tiếng rồi tao nhét cái này trong bụng mấy cái không nằm hồng rồi đưa mày tin mày tin mày thôi chị đó. Gì xin thông cảm đi, tại vì ảnh mới đi ngoài nắng vô cái ảnh bị choáng váng cái xong ảnh mờ mắt ơi. Dạ con bị qua mắt. Dạ sắp đuôi rồi hả? Dạ không, không có. Dạ vậy là đây là gì? Gì là bạn của bác? Dạ bạn của má em. Dạ con xin lỗi. Dạ bà đi ra chỗ khác không muốn nói chuyện với mày, mới gặp là thấy vô duyên rồi. Ủa nhưng mà vô nhà con chứ. Anh Tú khỏe không con? Ủa? Bài dì Sương. Con là Tú Anh. Dạ. Ủa mày Tú Anh hả? Dạ. Ủa sao lộn vậy? Lộn với nhỏ con nhà. Nó tên gì? Nó tên Sa Sa. Cái gì vậy bà nội? Dạ. Sa Sa với Tú Anh là không hề dính với nhau hết, nghĩ sao mà lộn? Dạ. Đó là sao? Thì bởi là gì? Dạ hai cái đó vậy đó. Thì vậy á. Dạ thì vậy. Dạ. Nói chung là con khỏe là dì Sương vui. Dạ dì Sương khỏe không dì Sương? Dì Sương khỏe lắm, cảm ơn con nha anh Tú. Dạ. Cái gì mà anh Tú hoài vậy? Lộn với nhỏ Sa Sa nha. Dạ hai cái tên nó xa nhau lắm á dì Sương. Thì đó. Thôi bà yên đi, bà xuống đây đi. Con trai. Dạ. Hoài. Dạ 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 con cảm ơn má. Dạ đây bạn con á má. Bạn trai hả? Dạ. Trời ơi, chú cha ơi, đẹp trai bảnh tỏn dữ vậy. Dạ con cảm ơn bác. Được đó, vô mà biết là dì Sương già hơn bác là bác chịu rồi. Nói chung là bác chịu. Dạ. Trời ơi, con trai mà có nết quá trời. Khoan. Dạ. Bà làm gì mà mới gặp con trai người ta mà hồ hởi như vậy? Có tình ý gì vậy hả? Có tình ý sao không có tình ý bà nội? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Gì má? Con. Dạ bác. Gì? Bác ơi. Bác thương con. Trời ơi. Hả? Hèn gì cái mặt này có cái giống nhau nè nha. Cái mặt này là thế nào là cũng thành vợ chồng nè. Cái gì? Vợ chồng. Bà nghĩ làm sao vậy hả? Thương là thương như con rể. Chứ dạ. Ai mà nghĩ mà cái chuyện mà hốt nó. Dạ. Hốt được là hốt rồi. Hả? À, mới ví dụ vậy thôi chứ đâu có vậy được. Hiểu không? Con rể hả? Con rể. Tôi cũng coi làm sao. Sao là sao bà muốn hốt luôn hả? Đâu cái gì của con của cháu, cái nào ăn nào cúng cút bà. Dạ mấy cái gì kỳ quá à. Cái con cháu nó có chịu không? Ý bác nói là cúng xong đem xuống ăn luôn á hả? Giỡn thôi. Dạ, ai vui má em với má gì má là vui tính lắm. Dạ. Má là ai? Dạ dì má. Dì Sương. Dạ dì Sương với má. Chứ mày nói dì má tưởng đâu tao dì của má mày nữa. Đúng không mày thiệt tình. Mà vậy cũng được đó có sao. Con tên gì vậy con trai? Dạ con tên Mặn. Hả? Dạ. Tên nghe khác nước của bà. Dạ tên đầy đủ là Nguyễn Văn Mặn. Dạ bộ hết tên đặt hay sao mà tía má con đặt cái tên ngặt quá vậy con? Dạ bác ơi, bác đừng nói vậy, thật ra là tía má con đặt tên con á lúc nào á cũng có cái ý nghĩa hết đó bác. Ý nghĩa sao nói bác nghe. Gia đình ảnh là có 10 người con rồi. Dạ tên 10 người anh em của ảnh là như vậy nè. Sống trên đời này phải biết cay đắng ngọt mặn. Dạ con là Út Mặn. Dạ. Ủa con là Út rồi đó hả? Bác có thiện cảm với con lắm nghe con. Dạ nghe. Con cảm ơn bác. Dạ thôi bác biết không, ở trong trường á nha, con cũng là được gọi là một hot boy đó. Hot boy môi trường. Hot boy. Hot boy môi trường. Dạ hot boy môi trường. Con gái của bác á là cái bằng mà theo đuổi con, là coi cái bằng mà gù quến con dữ lắm con mới chịu á. Cái gì? Thôi mày mê trai vậy sao mày? Mày giống như cha má mày giống má. Ơi. Dạ. Sao mà mất tư cách vậy con? Dạ. Trời ơi mình mê mình cũng phải từ từ, mình đừng có để lộ quá người ta khi dễ. Con có khi dễ con gái của bác không con? Dạ đâu có gì đâu, khi dễ bác con thấy dễ ăn quá mà. Hả? Ê má má. Vậy tụi bay ăn vọng nhau chưa? Dạ chưa ăn. Dạ chưa ăn. Dạ con tụi con mới quen. Dạ. Mày chưa luộc đó hả? Dạ chưa. Dạ chưa. Dạ đàng hoàng lắm bác. Tụi bay ăn khô vậy chưa? Dạ chưa. Bác ơi, bác nói gì vậy? Tụi con nghiêm túc. Phải, tại vì thời buổi giờ mấy đứa trẻ nó sống tân tiến lắm. Bác thì muốn là theo kịp cái thời đại thôi, hiểu không? Chứ hồi xưa bác với má mày chín chiên. Dạ. Đúng rồi, để con đi lấy nước nha. Rồi ăn nước. Em có 3 ly thôi, anh có nước rồi. Hả? Anh có đem sẵn theo chai nước à? Trời ơi, đàn ông con trai đi đâu cũng kè kè chai nước vậy đó hả? Dạ. Mày keo dữ vậy mày? Bác nói vậy con buồn, không phải là keo, mà là con tiết kiệm. Nói với lại bác biết không, giờ nhiều người ta ý thức kém lắm bác. Trời đất ơi, nước đóng chai đây nè, là kêu bằng mà nó cũng đâu phải là ít tiền đâu. Bác biết không, trong các buổi mà hội họp, là trước mặt mỗi người là con chai nước đều rang vậy hết trơn á. Mở ra cái cạch một cái uống hai hớp bỏ nguyên chai luôn đó. Mà bây giờ trên cái trái đất này nè, nhiều người không có nước sạch mà sử dụng,
Bác biết sao không? Trời nó coi ăn uống rồi đồ đạc xả bừa bãi ra mà môi trường thì ô nhiễm môi trường, nước nó dơ thì không có nước sạch xài. Đó thấy không đây nè. Nè rác rến ăn xong rồi không có ý thức. Đáng lẽ ăn xong rồi phải gom lại bỏ vô sọt rác đàng hoàng. Còn đằng này quăng tứ tung. Nhưng mà con nói bác biết không? Mấy cái này nè trời ơi, cái này đó là quăng ra thì là thời gian nó phân hủy cũng lẹ thôi. Nhưng mà cái này nè, cái thứ quỷ này mới ghê đây nè. Cái này nè mày chết đây nè. Túi ni lông bao xốp đó, sử dụng xong dục ra ngoài môi trường. Trời ơi, mà cái thứ này bác biết không? 400 năm tới 600 năm mới phân hủy. Còn bác với gì á mà chết một cái rớt xuống một cái chôn á 2-3 năm là coi như là tan xương nát thịt, ta gọi là thịt nát xương tan vậy thôi. 2 năm thôi, chứ còn 2 năm thôi là rã xác liền. Còn cái này là lâu lắm. Hỏi thăm. Dạ. Để mày ra ai móc miếng mày vậy? Dạ bà mụ đẹp ở sớm trên á. Phải vô duyên lắm phải không con? Hả? Mày nghĩ làm sao mày tới nhà bạn gái tương lai? Không, bạn gái của mày rồi vợ tương lai của mày. Mày nghĩ làm sao mày chê má vợ mày với lại bạn của má vợ mày ở dơ? Hả? Dạ. Trời, nhà tao mà, tao muốn ăn lúc nào ăn, tao muốn thải lúc nào thải. Trời ơi, con nghĩ sao mà còn nói tôi với bà chết đi rồi 2 năm nữa rã xác rồi. Ờ, dạ, dạ, con kiểu gì không phải, mày? Ý con là con đưa ra một hai cái hình ảnh đối lập là thí dụ như là xác của hai bác là 2 năm rã, còn cái túi ni lông này là 400 đến 600 năm nó mới rã. Trời, dạ, 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 đúng rồi, anh nói đúng mà. Nó đúng cái gì? Thí dụ không có thú vị gì hết mà đúng cái gì? Trời đất ơi, nghĩ làm sao người ta còn trẻ măng như vậy mà nghĩ sao chết trẻ? Hả? Dạ, Tú, anh Tú, mày qua dạ, mày dạ, mày lại. Tú anh, bà mắc mới gì cứ kêu anh Tú hoài vậy hả? Tôi đánh nó từ lộn tên mà. Trời, có gì lộn với ai? Lộn với nhỏ con tôi, nhỏ xa xa nhà. Một lần nữa là tôi đuổi bà ra khỏi nhà nha, nghĩ sao xa xa với anh Tú mà lộn rồi sao? Thì đó. Đó là sao? Bởi. Dạ, dạ thôi, thôi, dạ bác cái gì đừng có cãi lộn nữa. Dạ, dạ, dạ. Con xin phép bác cái gì cho con review về chỗ của con. Đi về chỗ rồi, qua đây, qua đây. Trời đất ơi, dạ, mất chịu dạ. Nổi rồi. Dạ không gì. Anh gì, Tú à, anh Tú, dạ, dạ. Con cái gì? Dạ con Tú anh mà má. Bà làm gì bà lộn tên hoài vậy? Thì hết tôi lộn với tên con bà. Tên gì? Xa xa. Bà nói một lần tôi đuổi bà ra khỏi nhà bà tên không? Tôi bị liệu mà. Trời đất ơi, tính tôi dễ liệu, nói cái gì tôi liệu à. Thôi thôi, dì má đừng có như vậy nữa. Dạ. Dì má gì mày? Dạ, dạ dì Sương và má. Má mi. Má mi của con. Dạ. Dạ đừng có như vậy, con thấy là anh Mặn anh nói rất là đúng luôn á. Đúng cái gì, ăn riết rồi không dám bỏ, xả rác thì thiệt thì muốn nuốt cái vỏ này luôn à. Dạ, dạ không đâu, mình phải biết bảo vệ môi trường chứ. Dạ đúng dì rồi. Dì với má không biết đâu nha, là anh Mặn á là anh đang nghiên cứu một cái dự án là bảo vệ môi trường. Dạ đúng. Sản xuất dạ. Ra cái những cái sản phẩm mà thân thiện với mọi người á. Dạ bác, dạ đúng có lợi rồi. Ích cho cộng đồng mình á. Nó sản xuất ra những thứ thân thiện với mọi người, sau đó không thân thiện với tao. Hả? Dạ con thân cái thiện. Cái thứ thân thiện nó không thân thiện, mà thân thiện với môi trường là cái dạ, gì? Dạ bác bình tĩnh. Dạ con thân thiện lắm. Dạ bác biết không? Dạ con có một cái dự án về môi trường, dự án cũng lớn lắm nha bác. Dạ. Tại vì bây giờ cái môi trường mình bị ô nhiễm nhiều quá, cho nên là con muốn đóng góp một chút ít cái công của con cho cái môi trường cho nó trong sạch. Cũng như vậy, giống như là con quen em Tú Anh đây cũng vậy, con cũng phải là điều tra coi như mà xét nghiệm là phải là sạch, thiệt là sạch con mới quen. Dạ. Dạ chẳng những con xét nghiệm Tú Anh mà con xét nghiệm luôn bác. Cái gì? Dạ. Bộ mày muốn lấy tao hay sao mày muốn xét nghiệm tao luôn? Dạ không phải, bác đừng hiểu lầm. Bởi tại ông bà mình có câu là nói nồi nào úp chung đó. Kêu bằng mà tao nói là mua heo chọn nái mà lấy gái thì phải chọn vòng. Đó, dạ con phải. Dạ. Vậy tao vòng nào hả? Dạ. Tao vòng giống nào? Con nghiên cứu về bác, con biết bác dễ thương lắm. Ừ, sao? Bác hồn nhiên. Nhí nhảnh. Trẻ trẻ. Dạ, vô tư. Ừ. Hời hợt. Rồi biết chỉ vui chơi thôi. Tuổi này mà bác vui chơi lắm. Bác thích là đi shopping nè, đi mua sắm nè, rồi nhảy đầm nè, rồi vũ trường rồi nè. Mà cái này đặc biệt để anh nói, đang là những đức tính tốt của mẹ của bác thì anh phải nói cho bác biết. Mà đặc biệt một cái là thích sửa sắc đẹp mà sửa là hư hoài. Sao mày biết? Dạ dạ con biết rõ lắm chứ bác. Tại vì con có tiếp xúc và điều tra từ hot girl Sasha. Hả? Sasha là ai? Dạ là con của Sasha, con tôi. Nhỏ nãy giờ tôi lộn tên với anh Tú nè. Mà sao nó biết cái chuyện mà tôi sửa sắc đẹp? Tôi nói. Không, tôi con này nhiều chuyện dễ sợ luôn à. Dặn nó rồi à. Nó là mày không có được nói nghe hôm này là má nói riêng một mình mày thôi. Là vì mi của mày mới đi nâng ngực. Hả? Trời ơi trời. Thôi thôi tôi xin lỗi. Mốt có tôi người nói bà nữa. Với bà không mà sao? Không, tôi không nói nữa. Tôi không bao giờ tôi nói những cái bí mật gì của bà nữa hết. Giống như nè, thấy không? Cái chuyện nào mà bà kêu tôi giấu kỹ là tôi nhớ trong đầu hoài. Bởi vì tôi hay bị vọt ra nó vậy đó. Dạ. Cái vụ nè, bà kêu tôi giấu, ví dụ bà quen ông Tây là tỷ phú, tôi cũng đâu có nói ai nghe đâu. À, cái gì? Bác
Bác không cần gì Sương nói. Cái chuyện này con biết, anh biết lâu lắm rồi mà anh chưa nói với em. Là coi như là bác là lên mạng là chat chiếc rồi á, quan hệ với mấy người ở nước ngoài biết nhiều chuyện lắm. Đồng trời kinh xíu đồng chị hơn. Con còn biết mà con không nói ra thôi. Trời ơi là trời, vô phải thôi nè, Nguyễn Văn Mặn. Dạ. Trời ơi, sao Mặn mà sao nhiều chuyện quá vậy hả? Dạ. Cái chuyện má con người ta không nói thì thôi, mắc nói gì cậu xen vô. Tại chuyện nhà của cậu á, 10 anh chị em của cậu cũng lo cho đầy đủ hết chưa? Người ta giàu có hết chưa? Mà sao vô nhà người ta còn ba nữa? Bạn thân gì mà kỳ cục quá vậy hả? Ta đã giấu rồi mà nghĩ sao mà khai thải với con gái của tôi là sao? Không có nói gì nữa, má cấm con mấy thằng này. Má mà quen nói là má từ con luôn. Cậu go. Ôi, rồi sao rồi? Có gửi tin nhắn gì chưa? Không có gửi gì hết trơn á. Chết tôi rồi. Trời ơi, bây giờ sao đây? Dầu sôi lửa bỏng, trời ơi. Chết tôi rồi. Trời ơi, bà lo gì không biết nữa à. Lo sao không lo? Giờ tiền bạc bao nhiêu là đưa hết rồi. Ơi, có gì đâu, thì bây giờ mình đưa cho ảnh 10.000 để ảnh chuột cái vali ra, rồi ảnh lấy kim cương và ảnh đưa cho mình, là mình lời to rồi, bà lo gì không biết nữa. Trời ơi, bây giờ cái vali đâu tôi không có thấy, mà bây giờ 10.000 mất tiêu rồi, bà có biết 10.000 của bà trong đó có phần của tôi không? Phần của bà có 50 đô, bà làm cái ghê quá à. Ta là 9.950 đô, tôi chưa nói nữa nè. Ủa, 50 đô phải là tiền hả má? Tiền là tiền chứ mà lo quá à, mắc cười quá mà lo chi vậy. Bây giờ chỉ cần ảnh liên lạc về một cái là mình hốt trọn ổ. Quá trời lời luôn, trời ơi, một vali kim cương mà tưởng giỡn hả? Nhưng mà bây giờ cái vấn đề ở đây á, là tiền của bà mượn người ta, tôi là người đứng ra bảo lãnh. Bởi ai biểu bà ngu? Cái gì? Nói gì đó? Không, tôi biết là bà tốt và giúp đỡ tôi, nhưng mà cái chuyến này là mình cũng lời vậy, đúng không? Giúp qua giúp lại. Mà rồi, tôi sợ cái vali về. Thì khi mà ảnh liên lạc lại thì là vali về. Vali về. Vali chứ vali hoài mệt quá. Rồi cái vali đó về. Vali mới nói chuyện tiếp. Rồi cái vali. Ờ. Cái vali đó về đó. Bà nhớ chia cho tôi ăn đồng chia đủ nha. Ừ, dĩ nhiên rồi thì cho bà nhiêu. Cho tôi cái hộp nào bự bự á. Bà hùng nhiêu? 50 đô. Bà nghĩ sao 50 đô mà mở miệng ra đòi hộp bự hả? Trời ơi, 50 đô cũng là tiền vậy. Phải có lời với bà nội nè. Cái hộp bự cỡ này là tôi thích nè. Xin lỗi bà, 50 đô là bà được cái hộp tắm, hộp cáp. Em có hộp tắm là hộp cáp, 50 đô là chỉ được cái hộp cáp thôi. Nghĩ sao mà ra hộp tắm? Gì vậy bà? Vậy? Tự nhiên cái lúc hùng á thì nói ngon nói ngọt. Bây giờ người ta hùng 50 đô vô rồi hộp cáp nữa xíu vậy hả? Ờ, em cũng hộp tắm á. Biết gì tôi cũng bảo lãnh cho bà một nợ luôn đó thiệt. Cười quá, ai bị bà ngu. Tạ nha, bố không có chơi bà. Gì vậy? Trời, điện thoại rung dữ vậy ta. Tai còn rung đó má. Ai gọi mà rung vậy? Nợ. Dạ alo. Dạ Sương nghe. Dạ ngày mai cái vali nó về rồi. Dạ vali về là em đem tiền qua em đưa cho anh liền. Dạ. Dạ không được có chửi. Dạ. Ê, ổng đòi giết tôi bà. Giết đi. Ừ. Ừ anh ơi anh giết. Tự nhiên đòi giết tôi mà kêu giết đi là sao? Ủa nó hâm thôi. Đừng có sợ, chó sủa là chó không có cắn. Vậy hả? Ừ. Thiệt không? Thiệt, kêu nó sủa đi. Ê mày sủa đi, mày sủa thôi, mày không cắn đúng không? Mày cắn mẹ nó đi, mày lại mày sủa hoài vậy hả? Ừ. Nó hết chửi tôi rồi. Yeah. Chứ nào là sao? Nó đã lấy lỗ tai của tôi. Ừ, lấy đi. Gì vậy? Trời ơi, tôi đứng ra tôi mượn nợ bà làm gì bây giờ, xem nè, bà lấy cái lỗ tai rồi nè. Mệt bà quá, sao bà lo quá à. Tôi nghĩ là cái đường dây nó trục trặc, cái chuyện mà gửi tiền nó trục trặc nè. Ý, có khi nào á, tôi chuyển tài khoản mà lộn số rồi ảnh không nhận được không ta? Đúng rồi, bây giờ mình chỉ cần sai một con số thôi là nó chuyển qua người khác liền đó, hiểu không? Bây giờ kiểm tra lại đi, kiểm tra lại. Không thể nào có chuyện đó được, tại vì mỗi lần mà tôi bọc một con số nào là tôi lấy kính lúp tôi ra tôi xôi, mà làm sao mà sai số được. Cái lão đâu sao đeo? Ôi, cái lão đeo già lắm mà nội ơi, sao nó sợ già được, nghĩ sao đeo kính lão? Trời ơi, bây giờ chắc sao? Là đường dây nó trục trặc cái gì đó. Nó gọi nữa hả?
người khác. Người khác sao đúng? Nợ luôn má, làm như mượn một người vậy. À, em nghe nè chị, và cái vali nó sắp về tới rồi chị. Vali về là em đem cho chị liền nha chị nha. Ừ, dạ. Dạ thôi chị đừng có phanh thay em. Dạ, chị thấy em từ trên lầu 7 xuống được rồi. Dạ, em xuống đây, em xuống thì kệ em. Dạ, dạ vậy nha chị nha, quyết định lầu 7. À, dạ, dạ lầu 9 hơi khó chị, lầu 9 nó cao quá. Dạ sao, dạ em chấp nhận luôn, dạ em chấp nhận. À, nếu mà em muốn đem qua thì chị cứ thấy em lầu 9 phải xuống. Dạ, dạ em cảm ơn chị, dạ. Đây này, cướp đi, đem tiền qua lại thì giữ lại. Hả? Chủ. Cái đồ gì á, mượn tiền nữa mà, làm thế ghê à. Cướp đi mày. Cảm chó hả mày? Trời ơi, viết tiếng Việt cho mình. Trời ơi, chú Đảo dễ thương gì nữa. Hay quá. Trời ơi, biết là tôi ngu tiếng Anh đó, cho nên là dịch tiếng Việt cho tôi luôn. Dễ hiểu. Đọc có. Em bị lừa rồi, đừng tìm anh nữa, anh không về đâu. Bà đọc sao á, để tôi đọc lại chứ. Đọc từng mấy từng bà. Em bị lừa rồi, đừng tìm anh nữa, anh không về đâu. Tôi bị quán gà. Hai đứa cùng đọc nè. Em bị lừa rồi, đừng tìm anh nữa, anh không về đâu. Rồi bây giờ sao? Michael chết rồi. Cái gì? Michael chết rồi. Ảnh tên là Michael. Michael không chứ không phải là Michael Jackson. Chết rồi. Anh Michael, sao anh bỏ em? Em yêu anh quá mà tại sao anh lừa dối em? Cái gì nữa bà nội, bây giờ quan trọng là tiền đâu? Tiền đâu 10.000 đâu, cái gì mà dướng nữa rồi nè. Trời ơi, 10.000. 10.000. 10.000, ai thiếu? Trời ơi, bà thiếu với tôi thiếu. Mà ai mượn? Tôi đứng ra tôi mượn cho bà. Ừ, đâu có liên quan gì tới tôi đâu. Coi như nghỉ phè. Ê, bà đừng có chơi chó vậy nha. Hả? Bà đừng có chơi chó vậy nha. Thì bà mượn mà tôi đâu có mượn. Bà nhớ lại đi, tôi mượn cho bà. Số điện thoại của tôi. Bà ký tên. Bây giờ sao? Hả? Bà chơi chó thì tôi lại chơi khai luôn nha. Tại hồi nãy tôi quẩn trí của tôi nói từ bậy, tôi tính bỏ bà. Nhưng mà bây giờ tôi có dính líu luôn hả? Bà có dính, bà dính đậm không? Chết rồi, bây giờ 10.000 sao? Trốn. Đi, bỏ hết, trốn. Trời ơi, cái gì vậy? Con tôi về, con ơi. Má khổ quá con ơi. Sao khổ? Má bị thằng Michael đó lừa. Bây giờ má thiếu nợ rồi. Bây giờ con rảnh không? Rảnh. Rồi con tránh thằng bên này để má gì xuống đi trốn. Đi đâu mà đi, không biết nữa, đứng đây. Mày đừng có ở ác quá, mày đừng ở ác mà mày để cho má gì trốn con. Dì má đứng đây cho con, đứng tại chỗ. Mày nói gì má tao tán mày bây giờ á. Dì Sương và má đứng tại chỗ. Tất cả mọi người không được đi đâu hết. Chết giờ rồi. Má ơi, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đứng lên. Dạ, con thưa bác. Bác quái, bà biết là mày làm đứng tim không mày? Sao con sao? Bình tĩnh ngồi xuống đi. Dạ bác, cái gì bình tĩnh ngồi đây nghe con nói. Dạ. Tao đã cấm mày quen con gái tao rồi mà sao mày cứ qua lại hoài vậy hả? Dạ. Má, chưa có biết chuyện gì hết, nhào vô chửi người ta tới tấp vậy. Dạ đúng rồi. Con tính qua đây con giúp bác với gì mà giờ thôi bác đuổi thôi con đi về. Con con giúp gì bác với gì vậy con? Dạ. Mày nói gì đó? Dạ là con qua đây để con nói với bác với gì một điều là con tới đây để gỡ gối tơ lòng cho hai người. Sao mày gỡ con được? Dạ con biết hết chuyện của bác rồi, con biết hết mà. Con biết. Bây giờ nó gối lắm rồi. Đang thiếu nợ đúng không? Ta xiết nhà đúng không? Ta đòi lấy lỗ tai đúng không? Yên tâm, mọi chuyện đó không có xảy ra đâu. Bác với dì yên tâm. Sao không xảy ra được? Dạ, tại tất cả mọi chuyện là con đã nắm ở trong lòng bàn tay hết rồi. Dạ, con biết bác là bác chuyển tiền cho cái người gì ở bên đó đó, tên là Michael gì đó. Con biết được cái account luôn rồi, con biết được cái... Nói chung là con biết hết mọi chuyện và con đã chặn đứng cái chuyện đó lại được rồi. Vậy? Mày tưởng tao là con nít à? Trời đất ơi, cái account number sao mày biết được? Dạ, mọi chi tiết xin liên hệ. Con
Dạ. Con biết được account number là số tài khoản của má. Dạ dĩ nhiên là phải biết rồi. Vì sao con biết được password của má? Password của má là một cái password mà không ai đoán được. Dạ. Dạ, chắc là khó đoán lắm á má. Tại vì á, cái password má đặt tên là Michael á má. Dạ. Cho nên khó đoán lắm. Ê, sao dạ. Cái password của bà đơn giản vậy? Ờ, tập tôi vậy đó. Tôi mà yêu ai là tôi lấy tên người đó làm password. Ờ, hồi con đó biết đó mà. Tôi lấy tên ba của Tú Anh này đặt password từ lúc ổng chết lấy Michael luôn tới giờ đó. Dạ cho nên là bác cái gì yên tâm đi. À, tiền là coi như là không có đi má đâu hết, không có mất đi. Gì hết. Đúng rồi, má yên tâm đi. Cái chuyện tiền á là con với anh Mặn đã đi ra ngân hàng rồi là kêu người ta chặn lại là không có gửi. Trời ơi, cảm ơn hai con nghe. Má gả con gái má cho con liền. Con đã cứu má rồi. Thôi được rồi, bây giờ tốt quá, không có mất tiền. Bây giờ tôi với bà ra đi, ngoài đi, ngân đi. Hàng lấy lại 10.000 đô. Đúng rồi, rồi đi tôi đi làm đi. Một cái tài khoản khác tôi gửi cho anh Michael lại. Dạ. Sao vậy? Không có, trời ơi. Cái gì má? Không phải, ý tôi nói là tôi làm một cái tài khoản để mà tôi báo công an để người ta bắt tên lừa đảo đó. Con trai à. Trời đất ơi, về tới nhà rồi mà còn chơi game gì không biết nữa à. Sao mà nghiện game dữ vậy con hả? Bỏ cái máy xuống đi nè. Đi vô trong lấy cái rổ. Để đưa. Không có chơi nữa. Lấy điện thoại của mẹ chơi hoài à. Rồi. Thôi. Chơi gì mà chơi dữ gì không biết nữa. Đi vô trong nhà đó, rửa mặt đi rồi lấy cái rổ cho mẹ lặt rau đi nấu cơm cho ba ăn nè. Ba đi làm về mà không có cơm tội nghiệp ba. Ba ốm nhom ốm nhách là tội nghiệp ba nữa. Ba ốm nhom hả? Không cho ba ăn là ba sẽ ốm. Lấy gì mẹ? Lấy cái rổ con à. Xong chưa con? Lấy rổ cho mẹ, mẹ cho con chơi game nha. Bây giờ ăn uống xong, học bài xong rồi mới chơi tiếp. Chơi cái gì mà chơi hoài vậy con? Đến đây phụ mẹ nè. Con học trên trường hết rồi, cho con mượn con chơi đi. Thôi đi, cô giáo mới mắng vố mẹ kìa. Học hành không có lo học gì hết trơn, có tối ngày chơi game hoài à. Ngồi lên đây nè. Có điện thoại kìa mẹ. Ờ, đi phụ đi. Mẹ nghe điện thoại đi. Mẹ đang dở tay mà con nghe đi. Mẹ cho con. Ủa anh không nghe điện thoại luôn hả? Đi làm về mệt quá em nghe đi. Ủa gì hả? Trời cực khổ cho anh quá vậy hả anh? Alo tôi nghe đây. Alo. Nghe. Mở loa ngoài. Hả? Mở loa ngoài cho toàn gia đình nghe rõ. Ai vậy? Alo, mở rồi đó. Mở chưa? Mở rồi. Chồng bà nghe chưa? Nghe chưa? Tôi nghe rồi nè. Đó, đó, đó. Con của bà nghe chưa? Nghe chưa con? Nghe rồi, nghe rồi. Nghe rồi, gia đình tôi nghe rồi đó. Dạ anh nói đi. Đại gia đình nghe rồi à? Dạ. Cảm ơn. Dạ. Xin kính chào đại gia đình. Dạ, chào anh. Có gì không anh? Đứng lên. Mắc mối gì đứng chứ anh? Mời đại gia đình đứng lên. Mà tại sao phải đứng? Không đứng sẽ có chuyện. Nhanh lên. Xì 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 xì. Hả hả hả? Đứng nhàng ngang được không? Dạ. Đứng như ở trong hình. Rồi 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 anh ơi. Đứng rồi đứng rồi anh ơi, đứng rồi đứng rồi. Có điểm danh không ba? Tao phải đi học rồi điểm dạ. Danh ngu quá. Dạ anh ơi, đứng rồi đó anh ơi. Vàng hàng ngang chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Đâu đâu? Được, đồng ý. Đồng ý ta gì? Xin mạng phép thông báo đến đại gia đình như sau. Chuyện gì? Vô thẳng vấn đề. Tôi là cái thằng này nó tên ha ha ha. À, anh tên là Nguyễn Văn Ha hả anh? Không phải. À tên là Nguyễn Văn không phải. Tào lao. À tào lao.
ổng tên Tào Lao. Bộ tên Lao là xấu lắm mà, thế nào cũng bị ho lao chết cho coi. Trời ơi, ý tôi nói là không phải, hiểu chưa? Tên tôi không phải là như vậy. À, tên như vậy mà. À, tên là Nguyễn Văn Nguyên như vậy. Nguyên gia đình muốn giỡn mặt với tôi hả? Ủa là sao? Giỡn mặt với tôi à? Anh tên gì? Tôi xin tự giới thiệu. Dạ. Tôi là khủng bố. Cái gì? Trùm khủng bố hả? Trùm khủng bố, anh ơi, anh là trùm khủng bố hả anh? Dạ. Anh ơi, bỏ chữ trùm đi. Dạ. Khủng bố thôi. Anh ơi, mà tự nhiên anh gọi vô nhà tôi có chuyện gì không anh? Dĩ nhiên rồi, gọi tới nhà phải có chuyện chứ. Sao bao nhiêu năm biệt tích giang hồ? Giang hồ hả? Vậy là không phải khủng bố mà là giang hồ. Anh ơi, anh dính líu tới giang hồ làm gì vậy anh? Anh không dính líu nào đâu. Chứ sao điện thoại gọi tìm gặp anh kìa? Ý tôi nói là tôi biệt tích giang hồ, là tôi núp lùm chứ không phải tôi giang hồ mấy cha mấy mẹ ơi. Giang hồ mà núp, giang hồ núp lùm hả? Yeah, sao bao nhiêu năm biệt tích giang hồ, nay tao quay lại. Quay lại à? Anh làm gì? Quay lại chốn thương trường này. Ồ, thì ra là các hạ ở chốn thương trường chưa có chán cảnh binh đao hay sao? Mắc gì ta ngán, thất bại nghề này thì chuyển sang nghề khác. Vậy là anh không nghe ông bà xưa có câu nhất nghệ tinh nhất thân dinh sao? Nhất cái con khỉ. Thời buổi này một nghề có nước mà cạp đất mà ăn. Anh ơi, bây giờ anh muốn cái gì ở gia đình tôi? Bây giờ anh nói đại một tiếng đi. Chứ bây giờ anh nói hoài tôi cũng rối quá à. Bây giờ anh muốn cái gì anh nói đại đi hả? Muốn gì? Gia đình làm ơn trương cái mặt ra cho mọi người thấy. Ôi, biết luôn hả? Anh đang ở đâu trong nhà tôi vậy? Sao anh biết được? Trời ơi, sao anh biết được là tôi đang núp luôn? Anh ơi, nói đại, trúng thôi. Bây giờ anh muốn cái gì nói đại đi. Thôi bây giờ cúp máy đi, rối quá, cúp máy đi. À, cúp máy đi. Đỡ, ngon, cúp đi. Cúp đi. Tôi có gài kiếm nổ trong đó rồi đó. Cúp đi. Cúp một cái nha. Tao nói nó tét nha. Tét cửa. Tét người. Tét vợ. Tét con, tét chồng. Tét nguyên cái xóm này. Không, tôi tét hết. Không cúp. Tét. Không cúp. Cúp chưa? Chưa cúp thì chưa tét. À đúng rồi, chưa tét. Bây giờ anh muốn cái gì ở gia đình tôi đây? Anh làm gì tôi sợ quá. Muốn cái gì à? Trời ơi, đừng có cười nữa được không? Vậy thì không cười. Vô thẳng vấn đề. Vô đi. 1, 2, 3. Xin hân hoan chào đón vợ chồng và con cái anh chị. Anh chồng chiều cao 1m65, nặng 65kg. Cô vợ cao 1m80, nặng 65kg, lép như con tép. Còn thằng nhóc cao 1m92, nặng 95kg, sắp béo phì. Thằng con mình làm sao mà 1m90 mấy? 1m92, trời ơi. À chú ơi, còn có 92cm à. Rồi nói là vợ chồng tôi xa hết rồi. Chồng tôi cao 1m70 mấy rồi. À, nói có 1m60 mấy là đúng. À, sai rồi. Tôi cao có 1m65 mà nói sao 1m8. Thôi cúp máy, cúp máy. Cúp máy đi, cúp đi, cúp đi. Tét cửa, tét nhà, tét chồng, tét vợ, tét con, tét hết, tét nguyên một thớp. À, không có. Bà má đừng cúp nghe. Cúp mà bà má chết đi rồi. Trời ơi, con ở với ai? Nghe. Tôi quẻ ba mẹ chết. Bây giờ vậy nè, bây giờ anh muốn cái gì? Anh nói đại đi, nãy giờ anh vòng vo ngoài tôi nhức đầu quá à. Thực ra thì gì? Đừng có cười nữa. Giỡn với vợ chồng nhà ngươi thôi. Chứ thật ra ta biết hết. Biết cái gì? Ta biết từ trong hẻm của vợ chồng ngươi đang có thứ gì, để ở đâu, mua từ nào, tươi nguyên hay thúi quắc. Biết hết, biết sạch. Anh biết cái gì trong nhà tôi chứ? Nếu như vợ chồng ngươi muốn bình yên vô sự, bảo toàn tính mạng sống của đứa con trai thân yêu của mấy người, thì khôn hồn phải nhất tuân theo những gì tôi sắp sửa đưa ra. Là bây giờ anh nói đi, anh muốn được gì tôi sẽ làm theo mà. Đúng rồi, anh muốn gì vậy? Hai vợ chồng tôi hả? Đó, hai chồng có cảm thấy chuyện gì không? Có
thấy rợn. Tự nhiên con cảm thấy những gì xung quanh mình không? Cái gì? Con cảm thấy cái gì? Con cảm thấy mùi gì không? Con cảm giác không? Không. Chưa. Vậy là bà tào lao quá. Mùi gì? Gì vậy? Mùi chua chua mồ hôi của chồng bà không biết à? Giờ nghe đây. Dạ. Hãy lên mình lệnh của tôi. Dạ. Nếu không, tai họa sẽ giáng xuống vợ chồng ngươi và đứa trẻ vô tội này. Bây giờ muốn yên ổn, mày nghe đây. Đang nghe. Nghe không nói mà cười miết à? Mỗi lần nghe Phúc gây cấn là ta hay cười lắm. Trời, gây lắm rồi, đừng có cấn nữa, làm ơn nói đi. Bây giờ bà vợ đứng lên. Dạ đứng rồi. Tiến lên phía trước 2 bước. 1 bước. 2 bước rồi. Quay lại. Quay ra sao lại hả? Đằng sau quay. Nhìn lên bàn thờ tổ tiên. Lại một lại. Quay lại nhìn chồng và con. Lại một lại. Cái gì vậy? Anh muốn tôi tế sống chồng con tôi hay sao mà bắt tôi lại vậy? Cười nữa. Đúng rồi. Tiến ra cửa. Cửa nào? Nhắm thẳng mà đi. Tới cửa chưa? Dạ rồi, cửa sau rồi. Chết cha, ta đỡ cửa trước. Trời ơi. Bước lên cửa trước. Nói đại ra cửa trước đi, vòng vòng. Mày giỡn mặt với tao hả? Tét nhà mày bây giờ. Anh ơi, tôi đang ở trước cửa rồi nè anh ơi. Thấy cái hộp màu đen không? Màu đen. Phía trước cửa. Tôi thấy cái hộp màu đen rồi. Mang cái hộp màu đen vô. Dạ. Nhanh lên. Dạ. Anh ơi, tôi lấy cái hộp màu đen vô, tôi để kế bên cái điện thoại rồi đó. Bây giờ tôi phải làm sao nữa? Mở nó ra. Mở rồi sẽ ra. Thấy như thế nào? Ta đi đây. Anh ơi, anh đừng đi mà. Anh đi rồi tôi biết làm sao. Chứ là hồi nãy anh nói là nếu như mà cúp điện thoại là nó sẽ nổ. Tét nhà, tét cửa, tét hẻm gì mà. Bây giờ anh đi rồi tôi bị nổ rồi sao? Đúng rồi. Yên tâm. Tét hay không tét là do ta. Bây giờ ta muốn nó không tét thì nó không tét. Ta đi đây. Dạ. Bây giờ lát nữa gặp lại. Tạm biệt. Dạ. Cúp là không nổ phải không? Chưa cúp. Cái gì vậy? Mày chưa lấy vô mày. Mày lấy nhẹ nhẹ tôi, mày lấy gì bánh gì vậy? Tôi run quá giờ tôi không để vô được nữa rồi. Để tôi. Chính xác nha ba, chính xác nha ba. Ba! Hết thò mà quỷ. Dạ. Biết tao yếu tim không mày hả? Hết thò mày, con mày. Dầu sôi lửa bỏng mà sao? Hù hoà vậy hả? Hồi nãy ông nói ghê rợn quá. Cái này con sợ là kiếp nổ đó mẹ. Trời ơi sao? Từ đó giờ là bây bơm giờ thư, bây giờ sao là bây giờ bơm điện thoại nữa hả anh? Bây giờ yên tâm. Nó hiện đại bây giờ không có sao rồi. Bây giờ quan trọng là cái hộp này sao? Bây mở giờ mở ra chứ sao? Cái gì? Em tính mở nó thiệt hả? Dạ. Rủi trọng nó có gì sao? Bây giờ nếu như mình không mở ra thì chút nó gọi điện thoại tới nó kích cho cái điện thoại nó nổ thì mình cũng chết. Bây giờ mình làm theo lời nó đi, chứ nếu không á nó làm cho vợ chồng mình cũng chết sớm hơn nữa đó. Nghe anh nói nè. Dạ. Rủi lỡ thằng này á nó là khủng bố thiệt. Trong này nó có bơm sao? Chết hết. Không sao. Bơm mà mở ra có chết rồi. Ba mẹ chết chứ còn đâu chết đâu. Có một mình. Ấy da. Sao con thờ quá vậy con? Con đứng kế bên ba mẹ thì ba mẹ chết con cũng chết theo mà. Không, con trốn chứ con đâu đứng. Trời ơi. Có gì đâu, ba mẹ chết một mình con ở tha hồ chơi game. Không ai cản hết trơn á. Im lại. Giải quyết sao đây? Bây giờ mở ra chứ sao? Ai mở? Em mở. Hả? Em sẽ hy sinh vì mẹ, hai cha con thương quá mà. Bây giờ em sẽ làm theo lời của tên khủng bố đó. Em sẽ mở cái hộp này ra để em coi có gì trong đó. Sao mẹ? Có chuyện gì thì em sẽ
em sẽ tự nhận, em sẽ tự lãnh hậu quả của mình. Mẹ, tha cho con. Mẹ, ở lại mạnh giỏi. Em ơi, anh không ngờ em là một người vợ rất can đảm. Em thương chồng thương con mà em hy sinh tất cả cho mọi người. Anh ở lại sống khỏe, sống vui, lo cho con trai của chúng ta. Anh hứa với em, con của chúng ta sẽ học thật giỏi, sau này nó sẽ trở thành một vận động viên bóng rổ nổi tiếng nhất thế giới. Anh hứa với em điều đó nha anh. Anh hứa với anh. Em đòi hỏi cao quá vậy. Ai cũng quyền ước mơ mà đúng không? Ở lại mạnh giỏi, học giỏi để mà có ích cho đời nghe. Thôi em ơi. Em mở nha. Anh chờ, chờ chút xíu. Mẹ, chờ gì anh, chờ gì? Gì vậy ba? Ba với con vô trong trốn đi. Nó có chuyện gì sao? Mẹ, mẹ con mở đi. Dạ. Có gì mình mẹ con lãnh. Dạ. Ba với con núp xuống này. Dạ, trốn đi, trốn đi. Trời ơi, tôi không ngờ chồng và con tôi thương tôi nhiều quá. Anh rất thương em. Dạ, em biết chứ. Trốn kỹ chưa? Trốn kỹ rồi em mở nghe. Sao nó bỏ chiếc áo dính máu vô cái thùng này đem vô nhà mình? Có chuyện gì đây? Có khi nào nó gài mình vô cái vụ án gì không mẹ? Làm sao mà biết được chứ, bây giờ phải đợi điện thoại tới để mà mình hỏi nó là tại sao nó lại thôi. Cái thằng này sao linh vậy? Trời ơi, nó gọi lại rồi kìa. Để em bắt cho. Thôi. Dạ. Anh hả? Anh bắt hả? Em đã hy sinh. Dạ. Mở cái hộp vừa nhắc điện thoại nặng hơn để anh. Dạ. Ba. Khoan, tao đập chết cha mày nha mày. Để con. Thằng mày nó khùng khùng chứ gì. Con để con. Con bắt điện thoại hả? Để con lấy. Bắt điện thoại lên. Cẩn thận nha con. Ba nghe đi. Mở cái loa, mở loa đi. Alo. Alo. Mở loa ngoài chưa? Dạ rồi, mở loa. Tôi mở rồi anh ơi. Anh ơi. Ba vợ. Dạ. Bà khùng hơn tôi tưởng. Sao anh biết? Cái áo không bà cũng ca cải lương. Dạ tại vì á, giống như cái đạn cải lương mà hồi tối tôi mới vừa câu cho nên tôi bị nhiễm hồi nào tôi không hay. Anh ơi, tại sao anh đưa cho vợ chồng tôi với lại gia đình tôi cái áo mà dính máu như vậy hả anh? Anh có ẩn ý gì không? Tôi nghe nó cười, tôi ghét anh chị ha ha ha. Thấy cái áo sơ mi rồi. Dạ, cái áo t-shirt dính đầy máu. Trời, t-shirt. Thấy cái áo sơ mi dính máu rồi à? Dạ thấy rồi. Anh nghĩ sao mà anh gửi cái áo này tới đây? Đó là chuyện của tôi. Vậy bây giờ tụi tôi làm cái gì đây? Nghe đây. Dạ. Không mất thời gian của hai vợ chồng và đứa con. Dạ. Tôi đề nghị. Dạ. Ngay lập tức hai vợ chồng nhà ngươi trong vòng 30 phút bằng mọi biện pháp, bằng mọi cách phải giặt cho thật sạch chiếc áo đó trong vòng 30 phút. Không thì hậu quả sẽ cực kỳ khôn lường xảy ra gia đình anh. Anh tét nha.
tét cửa, tét chồng, tét vợ. Rồi, đừng có tét nữa mà. Tét hoài. Ngang mình tét luôn á. Không. Dạ. Tìm đủ mọi cách làm sao giặt thật sạch chiếc áo đó. Ta đi đây. Alo. Trời ơi, đi nữa rồi. Cúp máy đi. Có chừng nó nổ không ba? Không có đâu. Anh ơi, giờ cái áo này, cái máu nó cũ quá rồi, làm sao mà giặt ra được. Đi vô trong nhà lấy cái thao liền. Lấy cái thao liền để cho mẹ giặt đồ. Dạ. Tự nhiên đi giờ ngồi giặt đồ cho nó. Giặt thì sao bây giờ? 30 phút rồi đó, 30 phút thôi, để lên. Đây. Coi có ai theo dõi mày không ba? Bỏ vô. Anh giặt đi. Sao tự nhiên lại như vậy chứ? Tại sao biết bao nhiêu nhà người ta không gọi, mà tại sao gọi vô nhà của mình chứ? Người ta có ẩn tình, người ta có những cái mưu đồ gì không? Hả? Bây giờ anh nói đi. Anh có lén lút anh qua lại với tụi khủng bố không vậy? Hả? Sao em? Mày rảnh quá vậy? Cái mặt của anh nghi ngờ lắm, mặt anh gian dữ lắm. Mặt anh có cái gì đó ác ác trong đó. Anh bình tĩnh, anh tập trung, anh giặt cái này coi. Mặt có 30 phút thôi. Bây giờ có ra không vậy? Không có ra gì hết trơn. Trời ơi, cái máu này biết máu gì nữa. Dò mạnh lên đi. Thì anh dò mạnh lắm rồi nè. Anh dò như anh đánh với mặt em vậy thì nó mới ra được chứ. Vậy anh có gì đánh em đâu? Ơi, anh nhớ không? Bữa anh đánh em gì nè, nhớ không? Bữa anh xỉn và anh đánh em quá chừng luôn đó, anh nhớ đi. Hãy dùng hết sức lực của một người đàn ông đánh em đi. Mạnh lên. Ra không? Không. Trời, chết nó không ra con ơi. Bây giờ dứt tóc này không ra. Bây giờ nó gọi tới mà mình không giặt ra làm sao đi. Trời ơi, chết rồi. Chắc mà ngâm một xíu nó ra bà. Không có ngâm được. Bây giờ bây giờ sao bây giờ? Alo. Dạ, anh ơi, tôi giặt nãy giờ quá trời lâu rồi mà nó vẫn không có ra một miếng máu nào hết trơn á anh à. Sao? Không ra? Dạ, không có ra. Cái thằng này. Bình tĩnh. Bà vợ. Dạ. Ra phía trước. Sẽ còn cái hộp màu trắng. Còn hộp nữa hả? Đúng vậy. Sẽ giúp cho hai vợ chồng người. Ra nhanh lên. Dạ. Sao em? Em thấy cái hộp à, không thấy ai ngoài đó hết trơn á. Rồi thấy cái hộp rồi, đem vô luôn rồi, giờ tụi tôi làm gì nữa? Mở nó ra. Mở nữa hả? Ai mở? Ai mở? Quảnh tù xì đi. Thôi tôi mở cho nãy giờ tôi mở rồi. Em mở đi. Được rồi, tôi mở. Chắc không sao đâu. Rồi. Alo. Alo. Anh ơi, mở ra rồi sao nữa anh? Rồi, sẽ có một chất màu trắng trong đó. Chết rồi. Cái này. Giờ tôi làm gì với cái bịch này anh ơi? Lấy cái chất bột đó. Dạ. Bỏ vô cái áo đang ngâm. Dạ. Rồi ta sẽ quay lại. Ủa đi nữa hả? Alo. Alo. Tút tút. Anh đã... Trời ơi, chết rồi. Trời điện thoại nó đi sao như nó người kêu vậy? Tới rồi nó bỏ đi hoài làm căng thẳng quá. Trời, cái bột này em ơi. Dạ. Có cái nào nó là ma túy hay gì không? Ma túy đâu có nhiều dữ vậy. Không phải đâu, con nghĩ chắc cái này nè, mình pha vô nước nổ tung cái nhà. Ý mày nói là bơm đó hả? Không, lại bơm nước hả? Bơm bột. Bơm bột bỏ vô nước là bơm nước. Ừ. Anh ơi, không phải đâu. Nên nếu như mà bỏ như vậy á thì sẽ rất là nguy hiểm, thì họ sẽ không có dám mạo hiểm như vậy đâu. Tại vì nếu vậy thì chết hết cả xóm mình thì tội rất là nặng, đúng không? Trời ơi, khủng bố mà nó có thương ai đâu. Em nghĩ rằng khủng bố người giàu chứ mình nghèo vậy thì khủng bố mình chi. Đúng rồi. Bây giờ con á nghiện game lắm. Con hứa đi là từ cái ngày hôm nay là con sẽ bỏ game luôn. Chứ nếu không người ta sẽ khủng bố giết những người nào nghiện game đó, con biết không? Phải không mẹ? Mẹ tự quy định vậy đó. Nghe không? Hứa với mẹ là bỏ game nghe không? Không có nghiện game nữa nghe không? Dạ. Nếu như mà ba mẹ có chết đi, và nếu như mà ba mẹ có mệnh hệ gì, thì con cố gắng
Học thật giỏi nha con. Vô trong lấy cái thao mới cho mẹ, mẹ bỏ cái bọc này ra. Ơi, tại sao tôi lại rơi vào cái hoàn cảnh trớ trêu như vậy chứ? Bao nhiêu chuyện xảy ra không thể xảy ra trong vợ chồng mình đi. Đưa cái áo cho mẹ, đưa cái áo cho mẹ. Ai xé? Từ từ em, trốn đi. Trốn đi mẹ, trốn đi ba. Cái gì? Trốn đi, nó nổ đó. Mẹ đi, mẹ đi. Trốn. Sao nó lạ quá vậy nè? Bỏ xuống nước nó chìm hết hả? Tưởng đâu nó nổ. Nó nổ, mày tối ngày chơi ba cái game tầm bảy tầm ba không? Nó ra kìa, nó ra. Ôi, nó ra nó nhỏ được không vậy? Ôi cái bột này ghê quá. Giặt tới đâu là máu nó ra tới đó. Như vậy. Điện thoại. Alo. Alo anh ơi. Anh ơi, anh yên tâm đi anh ơi, tôi đã phi tang hết tất cả mọi vết tích cho anh rồi. Cái áo đó không còn một miếng máu nào hết bây giờ. Từ ngày hôm nay trở đi, anh cứ việc đi giết đi. Anh giết bao nhiêu người thì anh đem đến đây tôi phi tang hết cho anh. Anh làm ơn tha cho mẹ gia đình của tôi đi nha, anh đừng có giết, anh đừng có lấy máu gia đình tôi mà. Anh làm ơn. Tháo bột của mày ra đi. Sạch hết rồi đúng không? Không còn một vết máu nào hết anh ơi. Không còn một vết nào đúng không? Dạ. Quá sạch đúng không? Sạch như là một cái áo mới vậy đó. Anh cứ thoải mái. Thể hiện sự vui vẻ đi. Ba người cùng múa nhảy tung tăng vui vẻ đi. Múa hả? Trời, sao lúc này sao mà múa vậy? Anh ơi, vừa múa nói đã sạch rồi, múa đi. Dạ. Sạch rồi. Dạ anh ơi, giống con điên lắm rồi anh à, là anh làm ơn. Vậy anh muốn gì nữa, nói đi anh. Tụt. Cúp máy nó rồi, trời ơi. Sao cứ cà tụt rồi. Bây giờ anh muốn gì nữa đây chứ hả? Dạ xin kính chào hai vợ chồng và con nhỏ. Xin cảm ơn hai vợ chồng và con nhỏ. Nãy giờ hai vợ chồng và con nhỏ đã sử dụng bột giặt của công ty chúng tôi rồi đúng không? Công ty chúng tôi là làm bột giặt rất là an toàn, rất là sạch sẽ. Hễ mà dơ cái gì, dùng bột giặt của chúng tôi là sẽ tẩy và cái áo sẽ tinh tương, mới hơn, đẹp hơn. Ủa là nãy giờ cái giọng? Giọng trong điện thoại mà khủng bố là giọng của ai? Của em đó. Ủa vậy cậu khủng bố em... nhà tôi chi vậy? Cái chiêu tiếp thị mới mình mới làm khủng bố vậy để người ta nhìn vô người ta khoái, người ta thích, người ta mua bột giặt của em đó. À cái bịch trắng bột đó. Bột giặt công ty em. Tên gì? Bạc Dột. Hả? Là cái gì? Bạc Dột. Là gì? Là sao? Là bột giặt. Bột giặt hiệu Bạc Dột. Là cái này là giặt tới đâu là sạch vết tích tới đó hả? Dạ đến đây nè, đó. Ờ cái đó là máu đâu vậy? Thuốc đỏ thôi à. Bỏ thuốc đỏ vô cái áo rồi bắt vợ chồng con cái tôi đè lưng ra giặt nãy giờ rồi trong trạng thái là lên tim bất cứ lúc nào. Đúng rồi, mình phải tạo một cái gì đó mới, trẻ hơn để người ta hồi hộp, người ta làm, tới nhiệt tình hơn và thấy được cái hiệu quả của bột giặt em, một cái tiếp thị quảng cáo mới. Oh. Em làm cho cả nhà nó sôi động lên, nó ngưỡng mộ quá, chắc là suy nghĩ cực khổ lắm phải không? Trời ơi, cực lắm. Rồi tốn tiền mua áo nè, rồi tốn tiền mua thuốc đỏ nè. Điện thoại nữa. Thuốc đỏ còn hơn. Trời ơi, nhiều lắm. Vậy là tốt quá rồi. Dạ. Có chuyện dùng rồi đó. Ủa bây giờ mình bỏ vô xong mình thử cái, mình giặt lại xong rồi mua đồ của em nữa đúng không? Không có, chia cho tốn kém công sức cực khổ. Lấy thuốc đỏ này nè. Lấy thuốc đỏ? Ừ, mình chấm vô đầu mình nè. Xong rồi lấy bột giặt đầu em? Không có, lấy thuốc đỏ chấm vô đầu thôi. Bị chi, bị gì, ôm đầu máu chạy về đó bà nội. Chá mày, mày rảnh quá mày. Mày ở không, mình chết thị vậy là chuyện của chết hết rồi ha mày. Hả mày? Thiên vô đây lẹ lên, thiên hai cây vô đây, ráng lên, khổ nặng cái gì đâu không biết nữa, đó rồi để đó, hả? Nè, còn mấy đứa kia nữa sao ngồi chơi, trời ơi cưa đại đi, chết tao bây giờ đó, biết nữa. Ông vậy cái này giờ chồng đâu ông? Thì coi có mấy cái lỗ đó thì ta bỏ xuống,
Vậy mà cũng hỏi nữa, không lẽ mấy cái lỗ để chôn tụi bay? Thôi bây giờ cứ để đó đi, trước khi trồng mấy cái cây này đó nè, hai đứa lợi đốn mấy cây này cho tao. Dạ. Đốn luôn không? Ừ, đốn mấy cây đó cho tao. Dân ơi, dân tay lên. Gì vậy hả? À, gì vậy? Không được đốn cái cây gõ mật này. Sao nè, cô là ai? Cô là ai mà lại dám tới đây cản công việc của sai nha? Tôi là Sủ, người của dân làng Hạ này nè. Ồ, Sủ của dân làng Hạ. Mà tại sao cô lại cản? Cái này là cái chuyện làm của làng, của xã mà. Đàn bà con gái đâu có biết cái gì. Trời ơi, ông ơi, ông không cảm thấy thương xót hả? Cái cây nó rỉ máu ra như vậy đó, mà ông đỡ lần nào ông đốn sao? Ông đốn rồi, dân làng không còn bóng cây để mà che nắng luôn. Ông có biết đó, những cái cây gõ mật này là linh hồn của cái làng này không? Đây, đây coi. Cây gõ mật này là không phải máu, đây là nhựa. Phải không? Cây này màu đỏ, nhựa có nó chứ máu đâu. Bởi vậy, tôi nói ông biết một mà không có biết mười. Ông làm lớn, ông làm vậy đó hả? Nè, nè. Ông là con người đúng không? Đúng rồi. Ông sống bằng cái gì? Bằng máu, đúng không? Thì cái cây nó sống bằng cái gì? Nó sống bằng nhựa. Ông đỡ hôm nào ông đốn như vậy rồi nhựa nó chảy ra hết rồi, làm sao nó sống nữa? Nhỏ này nói hồi ứa máu thiệt. Bây giờ cái chuyện làng, chuyện xã không biết cái gì hết. Tránh tụi khác đi. Tụi bay, đốn cho tao. Không được đâu. Cái gì? Chặn à. Làm gì vậy? Nè, bình tĩnh nha. Trời ơi, tại sao mấy người giữa thanh thiên bạch nhật mà quýnh đàn bà con gái phụ nữ người ta vậy hả? Đánh hồi nào? Nè. Ai kêu nó vô nó cản sai nha làm nhiệm vụ hả? Còn ngươi là ai? Tự nhiên lọt đâu một cái thằng bá dơ cà lơ phất phơ ớt ơ vậy? Thầy tên gì? Tôi nè. À, tôi là ớt dân là Hạ luôn á. Ông là ai vậy? Cà lơ phất phơ ớt ơ, ở nhà nói chơi mà đúng tên thiệt á. Bây giờ nè, tụi bay đã. Cản cũng chặt, nếu mà nó cà chớn đó thì mình chặt nó luôn. Đánh nó đi. Ê, vô đi. Đi ra. Trời ơi, trời sập. Sao vậy ông? Trời ơi, bay đâu rồi? Tụ bay chậm bộ giùm tao quá. Bộ hối đâu? Bộ hối đây nè, trước mặt tao nè. Cho lỗ mũi đó nè, thấy ông nó chạy qua. Trời ơi, mẹo. Tụ bay đánh tao à? Bay đâu? Dạ. Còng cổ nó lại cho tao. Chết tôi rồi. Tụi bay giết tao phải không? Cái gì mà la ôm chầm vậy hả? Anh tao ra là tụi bay chết với tao hả? Anh rể ơi, anh rể. Em vợ. Anh rể ơi, trời đất ơi. Tụi nó đánh em nè, anh rể. Quân nào dám đánh em vợ? Anh rể xử nó giúp em đi. Hai đứa làng Hạ này nè. Xây ra. Xây ra mày, xây ra. Tụi bay quá trời quá đất rồi. Mày biết nó là em vợ tao mà sao mày dám hành hung hả? Trời ơi, vợ bỏng quan. Ai sao mày dám hành hung? Vợ oan ức cho tụi con lắm quan ơi. Ông này đúng là ông sống lâu năm ông mọc đanh luôn á quan. Vừa già vừa xấu vừa xạo nữa. Tự nhiên ông ăn hiếp bạn con nè. Sủ nè xô mà cái ông kêu quân lính á quánh tụi con á mà xô tụi con vô người ổng chứ bộ. Đúng không phải đâu quan. Nó nói oan cho em á. Là em nghe theo lệnh của quan á là ra đây là đốn cây đó là cho cái mặt bằng sân đình này cho nó rộng rãi ra, mà nó lợi nó đòi đánh em á, nó cản em năn nỉ nó quá trời không được, hai đứa nhào vô đánh em à. Thôi được rồi mày quýnh em vợ của tao kêu không à, ha, lỗ mũi ăn trầu cái đầu xỉ thuốc mà mày còn chối ha mày. Mày biết cái lệnh của tao á là tao phải là mở rộng cái sân đình này ra. Thấy không, cái sân đình có chút xíu như vậy. Rồi mỗi lần mà có họp gì cái dân làng tới, không có chỗ ngồi, không có chỗ đứng, thấy không? Mình tao mở rộng sân đình ra mày chống đối hả mày? Hả? Hả? Mà Quang ơi, mở rộng sân đình thì mở rộng chứ, mắc mớ gì phải đốn cây như vậy? Mày nói vậy là sao mày? Mày nói mở rộng sân đình, mắc mớ gì đốn cây hả? Mày nói vậy sao? Sao không con? Xin lỗi, tao quýnh này mà tao quýnh lộn. Mày nói gì? Mở rộng sân đình mà mắc mớ gì đốn cây hả? Đúng tài quá mày. Ngươi hả mày? Sao ba quýnh con? Cái sân đình này nó nhỏ, tao phải mở ra. Mà mở ra phải lấn ra tới đường. Mà lấn ra tới đường thì phải đụng cây. Mà đụng cây là đốn. Đây là đốn cây theo lệnh của triều đình nha mày. Mày nghe rõ chưa hả? Mày nghe rõ chưa hả? Quang
Quang ơi Quang, mấy cây đó nằm ngoài đường mà xá mà. Với lại nữa mấy cái cây đó đó nó sống chung với làng Hạ tụi con lâu lắm rồi. Từ lúc chiến tranh á là mấy cái cây này nè là chỗ cho dân làng thì tụi con núp những mũi tên của địch nè. Rồi thời bình á là chỗ cho nông dân ngồi nghỉ nữa. Rồi giữ đất không bị xói mòn nữa. Bây giờ Quang mà đốn hết đi á, dân làng Hạ tụi con khổ sao Quang? Trời ơi, anh rể nó ngu, nó không có biết gì hết á. Anh rể thấy bên làng Thượng không? Trời ơi, người ta đốn cây hay người ta trồng lại hàng cây khác. Nó đẹp mà nó ngăn nắp, đâu phải như cái làng Hạ mà nó tùm lum tà la vậy. Nên dạ bây giờ dạ cho con anh rể vào cho em vô, anh rể em vô em chậm đứng đây hồi con máu nó chảy em chết luôn á anh rể. Vô mày xin mấy miếng thuốc rê rồi mày đắp lên cái mỏ mày đi, đi để dạ, em vô để tao tính. Mày nói nhiều quá ha, cái chuyện đốn cây là chuyện của triều đình. Tụi bay là dân đen mà tụi bay lộng hành, tụi bay dám hạch sách, tụi bay dám ngăn cản cái chuyện này hả? Nhưng mà bẩm quan, quan đốn cây á cũng phải hỏi ý kiến của dân làng chứ. Vậy tao đốn cây mà tao đi hỏi ý kiến của dân làng hả? Dân đúng làng này cả ngàn người, không lẽ tao tới nhà tao hỏi từng người tao hỏi tới sáng hả mày? Đúng rồi, cây này của dân làng chứ đâu phải của triều đình đâu mà muốn đốn là đốn. Ê cái con nữ tặc kia, tao chưa hỏi tới chuyện của mày nha. Còn cái thằng nam tặc này, tội tụi bay lộng quá rồi. Tụi bay đó, giải nó ra ngoài kia, đông trăng quýnh em xưa cho tao. Đây ơi, Quang ơi. Cái lũ dân đen này lộng hành lắm. Mình làm quan huyện mà nó kêu làm gì cũng phải hỏi ý kiến nó là sao. Tôi đốn cây rồi tôi trồng lại chứ đâu phải tôi đốn luôn đâu. Tụi bay, lệnh của tao tiếp tục đốn cây. Không được đâu, không được chặt, ngưng hết cho tao. Nè, ở đâu mà tới đây dám cướp quyền của quan huyện hả? Bà ở xứ nào? Tôi ở xứ này nè. Xứ này? Ờ. Mà cái mặt như chú ôm, chưa bao giờ tôi gặp bà. Trời ơi, tóc không ra tóc ha, mà người không ra người. Làm gì trên đầu bà có ngọn núi mà hai bên có hai con mắt đó là sao? Trời ơi, ông ơi, ông là ăn cái giống gì mà ông ngu quá vậy? Vợ ông nhìn cũng ra tôi bà Dần đây nè. Bà Dần? Sao mặt bài bà lem luốc giống như công chúa Thủy Tề mà ở dưới giữa thai vậy? Trời ơi, tôi bị nhan sắc tôi mà tàn tạ là tại ông đó. Nè, nói bậy nói bạ nha, nhiệm vụ tôi giao bà đi qua bên làng bên. Tụi nó khiêng kiệu cho bà đi. Chứ bà đâu có đi bộ đâu mà bây giờ bà về đây mặt mày bà lem luốc là sao? Đó thì tại vì ông biểu tôi đi qua gặp ông Đại Lợi. Đúng không? Rồi gặp chưa? Tôi nói cho nghe, ông không đi là ông sợ là dân biết ông sẽ buôn loại gỗ của làng. Trời ơi, cái chuyện mần ăn tôi đốn cây tôi bán. Trời ơi, bà la lớn kiểu này dân nó biết là chết. Tôi có la lớn đâu, nói hai chồng mình nghe chứ la lớn nào đâu. Ờ, hay không? Bây giờ nhiệm vụ bà làm xong chưa? Thì đó, vừa đi qua bên đó, tại mới nhan sắc như vậy nè. Sao kỳ vậy? Đi là có kiệu, ha, ngồi trên kiệu đàng hoàng đó. Đúng. Mà ông nè, ông đốn hết cây của từ đây qua bên làng đòi không còn một ngọn cây nào hết trơn. Đốn mới còn 1000 cây mà tới 7000 cây đốn mới 1000 cây mà bà la. Trời ơi, là tụi phu khiên kiệu nó mệt, nó say nắng, nó lăn, nó xỉu đùng hết trơn á. Còn tôi có một mình tôi nè, tôi lết về đây được là may lắm rồi đó, trời đất ơi. Nhưng mà bây giờ bà làm xong nhiệm vụ của bà chưa? Nhưng mà tôi nói cho ông nghe, biết gì sao tôi chạy ra đây lẹ không? Sao? Tôi đi giữa đường tôi gặp một người lái buôn. Thật đây. Nói. Gặp người lái buôn mà cái thái độ kỳ cục lắm. Dạ. Vừa đi mà cứ vừa đếm cây á. Tôi mới ngạc nhiên, tôi hỏi ông làm gì ông đếm vậy? Ông nói trời ơi, đây là cây gõ mật, cây cổ thụ lâu năm nè, quý dữ lắm. Chứ sao? Mấy cái làm kia không có. Ừ. Sao làng này nhiều quá vậy? Tôi nói rồi ông hỏi vậy là sao? Ông nói ông muốn mua, bao nhiêu cũng mua mà mua giá cao. Cho nên tôi mới thỉnh về đây nè. Bà thỉnh về rồi hả? Thỉnh về rồi. À, kêu vô. Kêu vô phải kêu không? Kêu vô. Mấy đứa nhỏ, kêu... Cái gì vậy nè? Anh rể ơi. Cái gì vậy nè? Có người tìm anh rể. Sao mà mày... Đây nè. Có người... Gì? Đây nè, tao nói thiệt cho mày biết nha. Mày không phải em vợ tao, tao quýnh mày bờm đầu rồi. Thì sao? Tao đâu có cúng đầu heo đâu mà mày bưng vô đây mày để. Đây thằng lửa. Cái thằng ơi, tao bị người ta chặt rồi. Bây giờ anh còn chặt thì còn chặt nữa. Có người tìm anh rể. Mày làm cái gì mà mày che để ai dám quýnh mày? Mày sao vậy? Anh rể. Ơi, đừng có nói nào hả anh rể? Trời ơi, mày không biết hả? Trời, thằng này ngu quá, chị nó mà nó
chị đó mày. Tao chào mày nè, tao chào mày nè, tao tốt mày nè, ngu đã ngã rồi mà đốn hoài à. Tao chị mày đây nè. Ủa mà sao mặt chị gì thấy ghê vậy chị hai? Tại anh mày đốn cay quá, không còn cái ngọc bầu mà bóng mát để tao che, cho nên tao mới thê thảm vậy nè. Còn mày, tại sao mặt mày mày máu không vậy? Chuyện nhiều lắm, đừng có hỏi tao cái chuyện đó nữa. Ai quýnh mày? Cái đám dân làng hạ đó. Em đau quá. Ông ơi, ông ngu quá. Ông là quan huyện mà để cho dân nó quýnh em, ông vậy đó hả? Đồ ngu quá. Đâu phải là... Bà nín. Quá. Bà nín nha. Muốn cái gì về nhà rồi tôi nằm xảy lai xuống, bà muốn chặt, muốn đốn chỗ nào bà đốn. Chứ ở đây còn uy tín của tôi nghe chưa? Làm quá chuyện nó hạ hồi phân giải, bây giờ kêu người nó vô để mà mình bác. Quên cái vụ đó. Trời ơi mày làm vậy sao mày thấy đường mày đi? Thấy em thấy đi rồi. Bây giờ ra kêu ổng vô nha. Mời vô. Dạ ổng tên là ông Dạng á. Trời ơi mời vô. Trời ơi ông ơi. Khách sợp. Nè. Gì? Như vậy thì bà chưa qua em kia thông báo phải không? Chưa. Vậy coi như mình coi hai ai được giá mình bán. Chào. Dạ đây là chồng tôi. Chồng hả? Dạ, chồng tôi. Quan Nguyện hả? Quan Nguyện. Tôi tự giới thiệu, lái buôn gỗ. Dạ. Tên là Giảng Văn Vàng. Văn Vàng. Rồi đúng cái tên của ông mà cái miệng y như con cá tra, nó ăn móng dồn gớm quá. Nghe nói gõ mật gỗ nhiều lắm. Trời ơi, cây gõ mật đây nè. Cây gõ mật trời đất ơi. Nói không phải khoe ông chứ tôi là theo lệnh. Không? Cả cái làng rồi tôi đốn, tôi triệt hạ nó hết là khoảng 7.000 cây gỗ quý. Nhưng mà đốn được nhiêu cây rồi? Ngàn cây rồi. Dạ. Đang cho người đốn lai rai. Chị hay bán chưa? Bán rồi. Ngu chị. Anh xin lỗi quan huyện. Mà gỗ này là gỗ quý lắm, trong đó là nó có nhiều cái loại mà như vậy. Thấy không? Gỗ mực quý dữ lắm. Bán gấp như vậy là người ta trả giá bèo dữ lắm, là bán giờ là lỗ chết. Phải chờ người khác lợi đấu giá được giá mới bán. Bán rồi nhưng mà mình ai trả trả giá cao mình suy nghĩ lại. Đúng rồi, suy nghĩ lại. Tính lại hả? Dạ. Vậy là tôi vẫn có cơ hội mua. Dạ đúng rồi. Mời ông An Tòa. Dạ mời. Ngồi. Quan Nguyện đâu rồi? À, trời đất ơi ông đâu rồi? Ông đâu rồi? Quan Nguyện đâu? Quan Nguyện. Ông ra đây mà ông trả lời cho tôi cái chuyện này nè nha. Quan Nguyện. Trời ơi tại sao vậy hả? Ủa đuôi hả? Nè tôi nói cho ông biết, nãy giờ tôi tưởng đâu ở cái đình này mới thỉnh gì hai cái tượng nào mà xuống cấp dữ vậy, thì ra là vợ chồng Quan Nguyện hả? Ăn nói cho tử tế lại nha, thằng cha già có tóc bông bê. Ủa chuyện gì mà ông thân chinh tới đây? Thân chinh cái gì? Tôi từ Loan Đài tôi qua đây là tại vì sao? Tôi nghe phong phanh cái tin đồn ông đã giao kèo, ông bán 1.000 cây gõ mật cho tôi, tại sao bây giờ ông lại đi giao cho người khác? Thì ai trả giá cao hơn thì tôi bán cho người đó. Chính xác, chính xác. Bà tin tôi thục một hồi là bà lọt vô mấy cái lỗ như Duyên Bi không? Là sao? Khế ước chưa ký nhưng mà đã nói trên bàn nhậu. Hai vợ chồng bà qua ăn ngập mặt bên nhà tôi rồi mà. Ôi nói miệng ai tin, trời chưa có ký giấy thì không gọi là thất tín. Ai trả giá cao hơn thì tôi bán vậy thôi hà. Đúng rồi. Được thì bán, không được thì thôi. Đây, cái chuyện này tôi buôn bán công khai. Đây là lệnh của triều đình. Tôi phải có nhiệm vụ là đi thanh lý hết 7.000 cây gỗ quý. À, cái chuyện mà ai trả giá cao thì tôi bán cho người đó. Tôi đâu có phải tôi đã ra giá 30 lượng rồi. Còn cái cục vàng khè này là ai đây? Đây là cái người mua mới đây nè. Đó. Thương lái Giảng Văn Vàng. Giảng Vàng. Chào Giảng Văn Vàng. Văn Vàng. Văn Vàng. Văn Vàng. À. Đây cũng là thương lái đại lợi. À, ông qua đây ngủ của tôi đây. À, nếu như mà ông mà có đủ tiền mua thì mua hết cái cánh rừng này đi. Xin lỗi ông, cái gì tôi cũng thiếu chứ tiền tôi không thiếu. Em của tôi là quan bộ hình mà. À. Sao bây giờ vậy nè, vợ chồng tôi có ý kiến vậy ha. Bây giờ mà ông nãy ông nói bao nhiêu? 30 lượng. Bây giờ mình đấu giá đi. Đúng. Ai cao hơn thì người đó. Đúng. Lấy cây đi. Đấu giá. Đúng. Ai trả cao hơn thì tiền đó lọt vô ngân khố của triều đình. Rồi rồi. Tôi không ăn cắt bạc nào trơn. Hay quá, quan huyện có tấm lòng quá. Dạ. Bây giờ đấu giá nha. Bây giờ nè, ông Lợi nè đưa giá là 30 lượng. Khoan, 30 lượng là chưa tính.
Bây giờ mình đấu giá mình bán là bán hết 7.000 cây gỗ quý trong cái làng này, chứ không phải là 1.000 cây mình mới đốt. Ai mua bứt hết 7.000 cây thì người đó trả giá cao thì tôi bán cho người đó. Đúng, hay quá. Đúng rồi, bây giờ 3.000 là 3. Bây giờ ông có đủ tiền để mua 7.000 cây gỗ quý không mà ông hả cái họng ra ông nói. Đủ không? Cái đợt này tôi chỉ cần 1.000 cây. Nhưng 6.000 cây còn lại tôi mua là vì sĩ diện của đại lợi này. À, vì sĩ diện. Vậy thì tôi mở cuộc đấu giá công khai. Ai mua giá cao, tôi bán. Rồi, cuộc đấu giá bắt đầu. 7.000 cây gỗ quý trong làng hạ. Giá thứ nhất khởi điểm là 30 lượng. 30 lượng lần thứ nhất. 35 lượng. 35 lượng lần thứ nhất. 40 lượng. 40 lượng lần thứ nhất. 40 lượng lần thứ nhất. 50 lượng. 50 lượng lần thứ nhất. 50 lượng rưỡi. 50 lượng rưỡi lần thứ nhất. 4.500 lượng. Hả? 4.500 lượng lần thứ nhất. 4.500. Thằng điên, cái đống gỗ này mua 4.500 lượng bán sao có lời. Mà có người ra giá 4.500 lượng. 4.500 lượng lần thứ hai. 4.500 lượng lần thứ ba. 4.500 lượng lần thứ tư. À, không ai trả hơn. 4.500 lượng lần thứ năm. À. Bán coi không? Bán, dạ. Rồi. Ông mua được 7.000 cây gỗ quý trong làng. Dạ. Với cái số tiền là 4.500 lượng. Tiền này tôi hứa tôi bỏ hết vô công quỹ. Công quỹ. Hay quá, giờ bán hứa bán rồi phải không? Dạ. Phải ký vô cái tờ khế ước đúng không? Dạ đúng rồi, phải có giấy ra tránh mực đen thẳng thôi. Dạ. Ký vô. Chọn thẳng luôn. Đọc thấy không? Giờ soạn sẵn rồi đó. Trời đất ơi. Hôm nay ngày 14 tháng 12, tức ngày Giáp Ngọ, tháng Bính Tỵ, năm Mậu Dần, tôi giảng văn vàng dễ có mua số lượng cây 7.000 với số lượng là bao. Trời đất ơi, sao hay vậy? Không, mà trước khi mua phải tính trước vậy chứ. Giờ giờ ký vô. Dạ. Ký, dạ, ký. Ký vô. Dạ, mời ông ký trước. Có cái bàn không? Dạ. Dạ, cái lưng, dạ, cái lưng tôi đi. Dạ. Ờ, hay. Dạ, cái lưng. Dạ. 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 Rồi, mời ông ký. Tên hơi dài nha. Giảng văn vàng dặn. Ủa sao cái tên cuối cùng tôi cái chữ dạng là ngay cái chỗ này kìa. Nhột quá. Kéo cao lên chút coi. Dạng. Đó, để nào. Dạ. Để nào nữa hả? Bà cầm em. Ký, 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 ký. Khỏi cần ký. Tôi từ nào giờ văn tự khế ước gì tôi làm theo cách của tôi. Trời ơi, không ký sao buôn bán. Dễ thôi, nhưng mà vẫn được. Ông chờ một chút nha. Sao? Rồi, xong như vậy là cuộc bán buôn đã hoàn thành. Vợ chồng quan huyện. Gì? Gì? Chuyện này đại lợi của ta sẽ không bao giờ để yên. Các ngươi chờ coi, ta sẽ bấm chuyện này lên với quan bộ hình. Sợ à? Dạ. Dạ. Ui dạ. Cái gì vậy? Ây da, cái gì vậy trời? Anh rể với chị ơi, chết rồi anh rể. Chết cái gì? Hai thằng này ai cho phép tụi bay thả hai thằng này ra? Dạ. Hai đứa này tao chưa đóng căn bỏ tù nữa là còn mai lắm. Tụi bay bắt nó lại coi. Bắt nó lại. Chính ta đã ra lệnh thả hai người này ra đó. Gì? Ông buôn bán thì lo buôn bán, ông xía vô cái chuyện làng nước của cái vùng này chi vậy? Hả? Đây là mày hết chuyện rồi hả? Bây giờ hai đứa bay bắt tôi nó lại coi. Dừng tay lại. Dạ. Xem đây. Trời. Ta chính là quan không sai của triều đình. Ta xuống đây vì một số người dân của làng hạ đã thấy cái việc làm sai trái của vợ chồng Chi Huyện là chặt cây phá rừng mang lợi lộc riêng tư cho bản thân mình, nên ta xuống đây ta điều tra và quả tình không sai, ta đã biết được rằng hai vợ chồng và cả em vợ của ngươi nữa làm ăn gian dối. Quỳ xuống. Ôi ông
ơi, chết rồi ông ơi, chết rồi ông ơi, trời ơi, ông ơi, ông ơi. Quỳ đi, để tôi tính. Ông ơi, chết rồi, ông ơi. Anh hai xuống với em. Ninh, làm cái gì mà run dữ vậy? Bằng cớ đâu? Bằng cớ đâu mà ông dám nói tụi tôi là cấu kết nhau để mà tư lợi? Ừ, đúng rồi, bằng cớ đâu? Cái gì nói phải có sách mách, có chứng. Đúng rồi, tôi nói sao để mà tâm phục, khẩu phục. Đúng, có bằng chứng thì mới bắt được thằng này. Bằng chứng thì đừng có hòng. Ờ, trời ơi. Chứng cớ đâu? Có sao không có? Ta là quan mà nói là phải có bằng cớ đàng hoàng. Đây, tờ khế ước này chính là bằng cớ. Còn in dấu vân tay bằng nước miếng còn chưa ráo mùi của ngươi nè. Thấy chưa? Chối cãi không? Quỳ xuống. Quỳ xuống, quỳ xuống. Dạ, dạ, con chúc mừng quan không sai, đã bắt được cái lũ sâu dân mọt nước. Cái lũ này nè quan, nó thường xuyên là chỉ biết là hà hiếp dân lành. Quan bắt nó đi đóng trăng, nó đi đừng cho nó đẻ trứng. Dạ, mọi chuyện đã xong rồi. Con kính chúc quan vui vẻ và hạnh phúc. Con về. Đứng lại. Còn ngươi, ngươi cũng có tội luôn. Dạ, con có tội gì hay không? Dạ, con mua cây thôi, con tội gì? Buôn bán phi pháp. Ô, con mua, con đưa tiền rồi con lấy đồ về và phi pháp cái gì? Nếu ngươi không mua thì sao người ta bán? Người ta không chặt cây lấy gì con mua. Nếu ngươi không mua thì làm sao người ta chặt cây? Người ta phải chặt rồi mới mua được chứ. Trả treo hả? Hả? Không có quên. Ta xử ngươi hai tội. Cái tội thứ nhất là gian thương buôn bán phi pháp. Thứ hai, thời buổi này mà đổi cái đầu thấy ghét. Nên giải về Nguyễn Đường. Dạ bẩm quan. Về. Dạ quan đừng để ý tới cái thằng có mái tóc bùm bê đó. Dạ em có chuyện muốn thương lượng với quan. Chuyện gì hả? Dạ thỉnh quan ra cái góc khuất khuất chút xíu rồi em nói. Dạ. biết. Về. Dạ đi chỗ khác. Chuyện riêng. Dạ em biết là quan làm trong bộ hình khó khăn lắm. Tiếp xúc với toàn tội phạm không? Quan thân chinh xuống đây cực khổ quá. Mà quan phát giá cái vụ này đốn 7.000 cây gỗ quý bán với cái giá là 4.500 lượng. Dạ chuyện này thì nếu quan chấp nhận, quan bỏ qua cho tụi em ngắt một phần nữa, em đưa cho quan phần còn lại thì em sẽ có cách phải quấy với thiên hạ. Dạ. Ôi ai làm gì kỳ cục chết luôn. Quan ơi, áo nào mà không có túi, quan nào mà không có miệng mà có miệng là phải ăn. Trời ơi, quan nói, quan gật đầu một cái để cho em yên tâm đi quan. Thôi, ta không đồng ý đâu mà. Không đồng ý hả? Quan không đồng ý. Xích ra bên kia. Trời ơi. Nè, chuyện này á bí mật nghe. Nói ra là mệt lắm á nghe. Thì bây giờ á, nhưng mà ta cũng không tin ngươi đâu. Không, bây giờ chia ta phân nữa. Là có nghĩa là 2.250 lượng phải không? Nói là giữ lời nghe. Ký vô cho chắc ăn nghe. Ký đi. Ký vô đây. Dạ, ký vô đây không? Đây nè, nghe cho góc này. Làm liền, ký đi. Cách em không cần ký nhưng mà em vẫn để lại bút tích. Để lại bút tích đi. Dạ. Cách nào? Dạ giống nãy. Ê khoan một câu, ký đi tao bịt mũi lại. Lên kìa. Bắt vợ chồng quan huyện như thế này. Hả? Ai đó? Bắt người luôn. Dạ. Cái vụ gì? Ủa, bắt người có hai tội. Ủa sao kỳ vậy quan? Tội thứ nhất, lạm dụng chức quyền, đốn phá cây rừng để tư lợi cho bản thân mình. Tội thứ hai là tội hối lộ ranh ranh. Hả? Ta sẽ trình việc này lên cho hoàng thượng để xử tội các ngươi. Còn riêng Ức và Hợi, hai người đã có công lớn là phát giác và tố cáo vợ chồng quan huyện cùng với tới này. Được, ta sẽ bẩm với triều đình để mà trọng thưởng cho hai người. Riêng vợ chồng Trí Nguyễn và tới này bước ra đây. Lui ra hết để ba người này tự giải quyết. 2.555 lượng. Chia đôi rồi mà quan. Chia đôi rồi mà quan. Chia đôi rồi mà quan. Hả không ra. Hả ra. Nhắm lại. Đứng dậy. Ngươi có biết mỗi lần chặt cây rừng cây nó đau như thế nào hay không? Trước khi giải về triều đình, ba ngươi phải tự chặt với nhau.
Hồi nào giờ chặt không chứ đâu có biết đâu mà chặt. Ai chặt, chặt ai, chặt ai. Ai chặt ai. Chặt dòng tròn. Chặt dòng tròn. Mạnh lên.